gì mẹ mượn nha, lên cơn cùng cùng chứ mượn nọ mượn ơi, xong rồi vô sở rồi nó nghe nè, mặc áo giống công nhân dán thuốc lá ở dưới kia với con mặc đồ xấu vậy nè, cái dây về rồi nè. Đúng rồi, như nó nói rồi mày bắt nó không lấy cũng được cái này nè. Nè mua đi. Dạ, bán 1.3 triệu thôi. Chị đợi lâu, nó lên 1.350 triệu đó. Dạ, cho vô cái lắc với cái nhẫn đâu, cho làm đợi. Lắc gì ạ? Nhẫn bởi xin. Tao biết có xin này có này không mà, đang đồ mới nữa nè, mua đi. Còn vú xin gì ngày mai đi em xin nha, mai em chỉ có like. Với lại mày coi mấy chục món đồ 18 công đồng, ngày mai 10 giờ live stream đó nghe. 12 giờ lên đồ bơm nha. Giờ lên đồ gì vậy vú? Gì vậy vú liêu? Cái gì vậy? Coi có nằm trong không có nào, đàn có lắc đâu, vú ra chỗ khác chơi đi. Lựa dữ hả? Gì hả? À thôi có cho cái nhẫn này đi. Tự giờ không chịu lấy rồi, đợi tôi lên like mẹ về. Cái mà lên mà lấy liền. Đi mấy nói. Chín 18. Trời Phật ơi có đâu bà. Nè, đừng bị thấp này, mẹ già lên đi đi. Mẹ già cũng chiến binh. Trời ơi, nó đẹp làm sao. Ê ghê cái nhẫn sầu của em nó mấy chị mà này nhẫn ý nha. Ê đi ra cho lại chi chút xíu cho. Nhẫn cái đi liền. Không có được, cái phong thủy của người ta đi quanh chơi chơi đi, tội nghiệp em. Khoan. Gì hả? Rồi giờ bắn nhiều hai món. À. Hello, hello, hello. Mấy chị thấy gì không? Em mới khóc được. Gì bà? Bán 1.250 triệu. À. Thôi tính cho 1.2 triệu thôi. Rồi xả luôn ơi, chiều thứ bảy mát mẻ một buổi tối em xem cho giá 1.2 triệu. Y chang cái nhẫn sòn em nè, nè nè nè, nó còn đẹp hơn nhẫn sòn em nữa nghe mấy chị, nó còn đẹp hơn đó. Đồng hồ em đang đeo là đồng hồ lên nha, tất cả là kim lên. Ni tay em đang đeo là ni tay 48, 150 triệu, 150 triệu, 150 triệu. À đâu có đâu, tại với bọn nhõng nhẽo đó mấy chị. Cái đồng này 500k. Dây nịch thì thiệt, dây nịch 10 mấy triệu. Bác là gỡ cùng dây nịch ra nghe, chứ không bán không cùng dây nịch nha. Vì sao em khóc hả? Đâu có đâu. Em giỡn với mấy chị đó. Em mà khóc à. Em có 5 con, vú lấy 1 con. Dạ, tất cả luôn mà em hàng bao đẹp nè, mấy chị gái yêu xinh đẹp. Hơi hơi bị mập, tét nách. Rồi, chú tình yêu Thiên Quốc Thù 500. Là cộng dây nịch của tôi tự phối vô nghe, mấy ba về lấy cộng dây nịch để phối nha. 11 gam 29, 1129 em chốt đơn cho 1.2 triệu. Y chang nhẫn sòn 3 tỷ của em mà chủ này chủ 12 ly đẹp không của em, mà em 11 ly. À, tặng cái nhật là xỉu à. Em chốt đơn cho 13.500.000. Trời ơi nó đẹp nè mấy chị. Nhà Duyên, cái nhẫn này đeo muốn danh đẹp nè Duyên. Nhẫn này đeo muốn danh là tuyệt đẹp luôn em, 13.500.000. Đồng hồ chị ơi, 150 triệu nha, Rolex. Nè, à, cái màu đó chưa, màu vàng nín luôn đó. À, 1.3 năm là hết rồi, chú Thiên Quốc Thù rồi, ở về 500 Thú Thù rồi, đi không quay. Cho đây. Cái đầu hút ở ngoài, đưa cái bút lông đây coi, thẳng đây. Rồi ok, chúc 1.3 năm. Nè con lên con xem 1.2 triệu, Minh Phương 1.2 triệu. Nó đẹp hơn những sòn của tôi đang đeo nha, viên em 11 ly, viên này 12 ly, đó. Mà nó đỉnh hơn của em luôn cả nhà, rồi chốt 1.3 năm, 1.2 năm. Rồi ni 18 không có bạn già ơi. Ni 18 không có. Rồi em chốt cho mấy chị luôn, chốt luôn cho Kim Cháu xã lễ. Dạ, em chúc mừng cho Hoa Hậu Ngọc nghe. Rồi ai nữa? Dạ, chị về Cung Đảo. Chị về Cung Đảo. Hết bảo luôn. Lại sao cục gì? Rồi Minh Phương chúc đơn giùm em. Em còn chiếc duy nhất nha cả nhà ơi, 13.500.000. Bông tai đang đeo là bông tai bét cà xéo lơ. Em có 3 đôi, em chừa 1 đôi em đeo nha. Nói chung là bản thân em không khó, có sòn 100-200 triệu đeo cũng được, còn không vẫn đeo đồ ý được bình thường. Bản thân em đeo đi chơi vẫn đeo đồ ý, không sao hết, không vấn đề nha mấy chị. Có chiếc nhẫn thì hơi kén chọn chút xíu, đồng thời thì hơi kén chọn chút xíu, túi xách giày dép hơi kén chọn, quần áo hồi nọ thì dễ. Rồi 13.500.000. Rồi tình yêu Nguyễn Ngọc Điệp. Cái này xi trắng đi bay, màu này tôi cứ tự nhiên nó như cái miên vậy bay. Cái đồng hồ này bà mua xong tôi xi trắng cho đẹp nha. Tự nhiên sao mà chồng tôi làm những cái màu gì mà nó gon dữ vậy trời, nó như ha combo đi á. À nè mấy chị full sòn luôn em. Xi màu trắng đi mấy chị. Cái này cái bà chốt xong xi trắng đi. Khè quá khè rồi. Trời ơi, bởi vì tôi nói chồng tôi rồi em chốt chị yêu đẹp nó là 13.500.000. Bé Phúc hả? Rồi ba cái đồ hôm qua có lên đơn cho bé Phúc chưa, mấy hôm qua mà Phúc mới đúng không?
Rồi 13.500.000 hết. Gói hình nó trái chim sâu sa lê chưa? Nhẫn sòn đẹp quá ha cưng. Rồi 135 hết nè. Ngày mai lên 1610, mẫu đẹp giống Italy, tiền công em giảm ngày mai. Tất cả tiền công em sẽ giảm cho mấy chị là 10% tiền công nha. Cứ lên bao nhiêu giảm tiền công thôi chứ không giảm tiền vàng được nha cả nhà. À, giữ giùm tôi đi, mai tôi đưa được không? Giữ giùm tôi cái đi. Nhà ai giữ đi. Wow, cái này là vỏ sòn nha. Mà tôi lên chủ Luxury luôn cho nên tôi bán chung với bà luôn nè. Tôi bán nhanh còn chậm mắt luôn tôi nè. Tôi bán giá gam luôn. Em bán cho 1.350.000. Chốt đơn nhà em là 3.333.000 tứ quý 3. 10 giờ lên vàng 610. Em có số lượng. Cái này là vỏ sòn nha. Chủ nhân tạo Luxury 5 ly 4 6 ly. 3.333.000 chốt 1.350. Em có 1.23. 3.333. À, rồi ai coi nhanh còn chậm mắt. Rồi chốt đơn em Dung Hạnh Nancy 3.333 chốt. Phương Anh 3.333 chốt hết. Em chốt cho 1.350 nha. Rồi chốt hết Xuân Diệu. À, rồi chị Nguyên Xuân. Ok hết nha. Rồi bán hết rồi đó mấy chị. Bán nhanh ghê chưa. 1.350.000 đồ sòn bán vậy đó mấy chị. Ai bán lợi. Rồi chốt hết. Vỏ sòn chủ nhân tạo nè con gái. Con 1.200.000 gái ơi, bán con ơi, bán đi qua bên Campuchia lập nghiệp. Rồi chốt đơn hết nha mấy chị. Cỡ gì cỡ. Trời ơi, làm như bộ mặc áo đẹp hay gì mặc hoài á. 6 ngày 6 bằng. Rồi chốt đơn sốt ngày 5 ngày không? Sốt đơn 5 ngày là bình thường, 10 ngày mới là còn quan trọng. Rồi em chốt đơn em. Giờ tôi dị luôn đó bà ơi, tôi chặn gai luôn. Rồi bông tay em chốt đơn cho nè. Rồi, chim sẻ gọi đại bàn. Mấy chị ơi, đây là một cái bông dòng Luxury. Người ta đọc tiếng Anh là Luxury. Hàng lít nha, cái này là lít su gí. Em chốt đơn nó bông này cho giá 1.250.000. Đó. Em chốt cho 13.900.000. Em có tổng cộng 3 cái. Bông đang đeo có 13.900.000. Nè trời ơi xin trắng. Tôi đi tự nhiên cứ để màu gôn gì sao đeo. Bởi vì chồng tôi tào lao đó. Tôi là con mắt tôi tinh tường. 1.390.000 ẩn thôi. Ba đôi tôi đeo đôi. Nè tôi đeo để riêng đôi. Không đeo có lỗi với bản thân lắm mấy chị. Cuộc đời có nhiều hờ hững mấy chị. 60 năm cuộc đời đúng không? 20 năm đầu đó, sung sướng không bao lâu. 20 năm sau mình chốt vàng về vợ cho em nha. Rồi 1.239.000 lên. Ai ngồi đằng sau bà Thu Tâm nữa rồi. Hết sa ma rồi bà ơi. Tôi hết sa ma rồi. Tôi mới kêu hậu về ngồi dưới giường tôi ngủ thôi à. Chứ không có sa ma. 1.39.000 Rồi ok Hoàng Ngọc ẩn mua đi ẩn đẹp lắm bạn ơi. Bao bé sơ lờ kèo díp. Kèo díp kèo díp. Rồi em chốt cho bông tai cho mấy chị nè. Trời ơi mấy chị về được có 3 đôi hà. Cái đầm mới bán rồi. Đầm tao mua rồi hết tặng được rồi. Nó tặng đầm khác cho. Rồi ok gái đặt đi lớn được không. Bông đang đeo rất là đẹp mấy chị Hồng. Chị Hằng, chị Hoàng, chị ẩn ơi. Nó rất là đẹp. Ba chị em mình sẽ là ba chị em sinh đôi. Dễ thương chơi full luôn. May 1.250.000. Đang hết tiền bán giá rẻ mấy chị ơi. Đây mấy chị. Hàng bao best luôn nha mấy chị. Best seller. Em sell cho 1.200.000 luôn. Dây đang đeo 4 tắc 2. Em sell cho 1.300.000. Hàng bao giữ luôn, khỏi cần đeo sòn luôn mấy chị gái. Đây nè. Cái dây gắn nhà em mấy chị đeo nó rất là ok nha mấy chị. Nhìn nè. Thân dây, đai dây, lòng trong luôn. Cho coi lòng trong luôn. Rồi căng em chị cái này luôn mũi ơi. 474. Bông tai. Em có số lượng là 3 đôi, 4 đôi. Chốt đơn giùm em 5688. Bông đang đeo là 13.900.000. Rồi đôi này em bảo đảm mấy chị. Vỏ sòn luôn, chủ hộp nhân tạo Luxury từ A tới Á luôn mẹ. Rồi chốt đơn. Dây chị em đang đeo 57.000.000 cả nha. Dây em đang đeo 57. Đi Phạm nhận được cái lắc tay xinh xỉu xỉu Vinh ơi. Bông tai 5.688.000. Mẫu nó mẫu ngôi sao lục giác hàng cao cấp Amoro dưới tròn. Từ A tới Á có 4 đôi đăng cai ngày hôm nay. Rồi thanh nhàn chốt đơn. Dây gắn 57.000.000 chế. Chỗ khác bán 81.000.000 đó chứ ơi. Lời như vậy đồ, không ai dễ thương bằng em đâu. Rồi, 5677, đồng hồ 150.000 chứ ơi, xi trắng đẹp hơn nãy màu vàng. Đây, giả mang chơi này em lên bông tay nó gì nè. Hồ nó tay lắm mấy chị ơi, em sell cho 1.200.000. Amaro chốt đơn em, dạ đi qua Mỹ được. Trời ơi, em đi qua tới Dubai cũng được mà mấy chị. Rồi con 5688.200.000. Bán rẻ mấy chị ơi, bông tay bây giờ mua giá 1.500.000 không à. 1, 2, bé ba, Nguyễn Thanh, Nguyễn Nhàn hết.
Rồi chị Hoài Tâm, rồi còn một đôi nữa là sạch nha. Còn một đôi nữa sạch, một đôi. Rồi 5, 6, 8, 8 hết. Rồi chốt đơn 1, 2. Và chị Nga Lê à, lên Cuban là gì đây, dòng ban là gì? 5, 6, 8, 8. Rồi chốt đơn hết à, em có hút mỡ lần nào chưa hả? Chưa. Chưa có hút mỡ không nội ơi? Không đi hút mỡ mà bác sĩ không cho hay sao? Chắc cũng đó, đó mấy chị đó, cũng A Báo đó. A Báo nói bác sĩ đó về sửa chữa ai chết. Tôi cũng sợ lần này, tôi ngoại lệ. Cho nên, ổng được cái này mắc cái kia hoài, cho nên tôi ở nhà luôn. 57 triệu mấy chị. Rồi em có cái dòng 5 hộp. Dạ, bông tai đưa cho Hoàng Ngọc Ẩn nè, 13 triệu 900 đưa cho Vũ, Vù Vù. Rồi chúc đơn Hoàng Ngọc Ẩn. Dạ. Dòng tay em về được 3 con trong bọc luôn nè mấy chị. Nè mấy chị nhìn đi. Đây nè, nhìn nè, nhìn nè. Một đống dưới đây. Đó, đã chưa mấy chị ơi. Rồi chút đơn luôn em có số lượng 3 ni tay 48, 50, 52, 54. Dòng 5 len có thể gọi là đẹp như xoàn. Mấy chị nhớ cái chỗ cái vỏ dòng hồi sáng em bán 109 triệu không? Mẫu này photocopy từ đồ xoàn. Cái vỏ không trên 100 triệu chưa tính viên chủ nha. Cái này 5 viên 5 ly tư nữa. Ồ, nó đẹp. Em sale cho 1 triệu 2 đồ mới về. Con chụp cho đẹp nha, lông lá vuốt cho đàng hoàng nữa con. Rồi đủ ni tay, con đẹp lắm rồi, mẹ nói vậy thôi. Sao tôi cảm giác bánh bao bữa nay không ngon không mấy bay? Không ngon như lúc trước. Mẹ làm sao? À, 22 triệu 450 ngàn, bánh bao nhỏ xíu mà 10 ngàn là cũng không rẻ. Nhưng mà sao cảm giác không ngon như lúc trước hay tại ăn thường hay sao? Sao cảm giác cái bột cũng không thơm, cái nhân cũng không nhiều, không phải như lần đầu ăn. À, ồ đẹp chưa mấy chị? Nếu mà luôn 5 viên sòn, 5 ly tư nữa, cái dòng này tầm 500 triệu nha. Em chốt đơn cho 22 triệu 450 ngàn. 22, 450 nè, lòng trong đẹp gì nữa mấy chị. Ồ, cái hãng bên đây em nói mấy chị nha, hạt cực đỉnh. Cực đỉnh, đặt đi 60 được nha Minh Anh ơi. Dạ được chị ơi, bây giờ em vô chị đi. Em vô 22, 450 đi, em đặt 1,2 triệu. Chị kêu nó đặt cho chị đi 60. Rồi, em lên đơn nè. Đặt được, rồi chốt. 60 bông đang đeo 13 triệu 900. Dạ xem những kim tiền hả? À, kim tiền bữa nay không có, cục cưng. Trang Huyền ơi, bông 13,9. Dòng tay chốt đơn luôn mà em 22 triệu 450 nghìn. Em xem 1 triệu 2, đồ mới về, hàng đặc biệt. Mua đâu có là em đền nha. Ở đâu có là em đền. Rồi chốt đơn 22, 450. Dạ, dạ. Dòng tay chị, dây chuyền đang đeo là 57 triệu. Dây chuyền đang đeo là 57 triệu. Dạ, bông đang đeo nè, chị nhìn nè. Trời ơi, nè tôi chưa đâu tôi đeo nè mấy bạn. Đây em chưa đâu em đeo. Full hộ lùm em đường kính 20-25. Toàn là hãng đồ bao đẹp. Đụng hàng một đôi em đền chân tỷ nha. Đụng một đôi em đền chân tỷ. Lên nhẫn kết ha. Rồi từ từ em lên nhẫn kết cho. Chị sẵn một lần game khúc này không có rồi. Chút xíu đi tôi lên sao cho. Bây giờ nó quá trời độ đây. Đẹp giả mang chị mấy chị. Còn đôi cuối cùng nha. À nữa này mấy chị ơi. Thả tim cho em lên cho 5 con này. Siêu phẩm luôn mà em nhẫn ghép. Nhà phom này là phom chung, hàng best seller của nhà em. Đức hàng 6 tháng nay hôm nay mới về được con mẫu này, thả tim cho em. Em sale cho 1 triệu 2, trên đây tất cả là ghép từ 4 ly rưỡi, 5 ly, 5 ly tư. 57 triệu tình yêu bon mi ơi. Sale giá 1 triệu 3. Dạ, bông tay sale giá 1 triệu 2, 50. Nhẫn ghép thị trường giá 1 triệu rưỡi, sale giá 1 triệu 2. Mở một cái, đóng một cái chiếc nhẫn này mua đụng hàng một chiếc, ông đền cho 1 tỷ, 5 chiếc 5 tỷ nha cả nhà. Rồi chúc đơn nhầm em 8 triệu 300 ngàn nhầm em. Nhắn alo từ từ tôi lên cho bạn già ơi. Ồ đẹp mấy chị ô. Đeo món dành món vũi gì cũng đẹp hết trơn á. Ồ cái đồng có 500 ngàn thôi vẫn sang. Ồ xin lỗi chị. Mẫu ơi. Mẫu mẫu. Em mở tủ sách trong đây có cái gỗ sòn xe. Có cái dòng 138 triệu nè. Coi lên đơn cho chị yêu. Chị yêu Nguyễn Cẩm Trúc 105 triệu nhớ không. Cái dòng của chị nghe không đổi đồ chị. À nói gì. Lỗ 33 triệu cái dòng đó chứ. À, dây chuyền vuông có lên không? Dạ. Cho đôi bông tay tròn, ok tình yêu bông. Dạ, dây tuần sau em về mấy chị, đợt này đứt hàng. Nè con bỏ vô 139 nè. Dạ, đầm ai chuyển khoản chưa con ơi? Hồi nãy nhỏ gì mày đi đã cái mày không đem cái đầm lại mày. Hảo phạt mày 5 ngàn chục ngàn gì Hảo ơi. À, chốt giùm em 8 triệu 3 mày đi đã mày không đem vô. 83. À, rồi em chốt tình yêu Bonnie. Dạ có ni 16 luôn cục gì. Trời nó đẹp mấy chị ơi. Tao nói khủng khiếp. Giật mình luôn mà em nha. Cái này nó giống như già thần tiên tỷ tỷ xuất hiện. Em sale giá 1 triệu 2 lên tay nè. Y chang như nhẫn sòn. Đúng rồi chụp cho chị Cẩm Trúc đi.
À, cho chị đôi bông tai tròn cho rồi. Dạ, nhẫn này đúng đi tai cả nhà ơi. Chúc cho tình yêu Bonnie Bonin có hình Đức Mẹ Quan Thâm Bồ Tát. Ô, nó đẹp nè. Nó đẹp nè, em có 3 đôi em sale cho 1.3 triệu hàng đặc biệt. Mẫu này thị trường chưa bao giờ xuất hiện luôn nha cả nhà. Hôm nay nó ghé qua nhà Vinh và nó hàng thương hiệu độc quyền của Vinh. Tiệm vàng khác muốn bán là phải lấy sỉ qua em mới bán được nha. Yes idol. Rồi em chốt bông tai cho mấy chị luôn, giá 6.9 triệu. 6.9 triệu. Dạ đầm mặt như ký dừa hả? Em hello tình yêu Tâm Nguyễn. Dạ nhẫn 8.3 triệu tình yêu neo tên. Ơ neo tiên, chào Phật ơi, ta tên neo tiên mà neo tên à. Rồi bông tai chốt đơn em 6.9 triệu. 6.9 triệu. Trời ơi nó rất là đẹp. Nó rất là đẹp nha, cho cái dây. Đây 8.3 triệu một con nè con, 8.3 nè. Ủa 8.3 là chiếc nhẫn con ơi, xin lỗi con, 8.3 sale giá 1.2 triệu. 8.3 sale 1.2 mặt, mã chiếc đơn giá sao. Rồi bông tai em tôi, mà chiếc nhẫn tôi có 5 con à, mấy bà nhận không đẹp mấy bà trả lời tôi. Dạ Kiên Giang 1 tuần 10 ngày nha, nhà em được cái đồ đẹp mà làm việc đó là lâu. Nói trước luôn nha mấy chị. Nhà em chắc ăn là đồ đẹp, giá chắc ăn là number one nha mấy chị. Đổi đồ cũng kinh tế, lỗ ít nhất thị trường nha mấy chị luôn. Mẫu mã là đi đầu xu hướng. Giống như năm nay là năm 2023 mà tôi bán là năm 2025 mà đó. Dê chô mà tôi bán 2 năm sau luôn đó. Trời ơi. À, ngày mai 10 giờ gặp nhau em sẽ sale 18 không đồng với lại 18 công ty sẽ có không đồng mà có công. Rồi chốt đơn. Cái Phú Quốc sao chốt mà hổng tùm lum bây giờ này chưa lên nó sao lép ơi. Kim Anh ơi mày cứu em tiếp đi con. Vậy sao ai lên đi cấu thùng hiện tao mới chuyện băng dưỡng qua con à. Thùng hiệp Kim Anh ơi mày cứu đi, mày lên làm tiếp em đi mày. Trời ơi thùng hiệp tao mấy chị lên mấy chị. Mà em chơi chơi rồi mấy chị mắng vốn cho em chơi chơi. Cũng như mấy chị đang hát là la 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 vậy đó. Mấy chị thông cảm em tại đơn đi không làm không có kịp. Bắn đắt được lọc của mấy bà. À bông đăng đây là 6.9 triệu. Là nhỏ nhỏ thôi, lớn lớn mất công mấy mấy chị người ta không vui. Rồi ok 6.9 triệu. Thì Trang Thảo Ngọc dây nịch. Dạ dây nịch mua mười mấy, mua cái đầm 500 mà nha. Chồng ê quỷ chuột, trời ơi trời, nó chạy mới chạy vô kìa trời. Quỷ chuột nhỏ xíu bé xíu luôn. Rồi 6.9 triệu lên em Thảo Ngọc. Rồi chốt đơn em. Bông 789 tôi còn. Điều ngày xuống mắt nó chuẩn bị lên làm không kịp mấy bà ơi. Bông đang đeo mã 6.900.000 cục cưng ơi. Rồi nhẫn bên đây là 8.3 triệu. Có đi 13 luôn hơn gian à. Có hương gian à. Đủ đi tai em à. À bông xe có 1.3 triệu cho hàng VIP. Dạ à, ai lâu chứ đồ tôi 10 bữa là nhanh rồi đó. Dạ đồ thì bao đẹp, giá thì bao ok kinh tế. Dạ phần đổi đồ cũng vậy luôn, người bán cực kỳ là dễ thương nha, cực kỳ là xinh xắn đáng yêu. Nhà nọ không chốt dí cái này thôi, ai chữ chữ nín hình thôi là đủ chốt dí rồi đó mấy chị, đủ chốt dí nha. Rồi cái tiểu Phi Yến, trời ơi chứ bà chốt mà sức sượt là mấy bà mệt lắm. Rồi ok bêu chốt đơn cái tiểu Phi Yến. Thí Quanh đây chốt cho em nha, là lấy gì mà chốt luôn hai cái đi. Một nhẫn mã 8.3 triệu, còn bông trai này. Trời ơi mấy chị ơi nó đẹp không kim cương. Kim cương nó ra nhỏ lắm. Nhẫn vàng hồng đi bà ơi. Đây 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 tôi có viên gỗ. Nhà tôi ba lai chim không có mông. Nhà tôi lai chim là gỗ không. Và 6.9 triệu cho tình yêu Thí Quang. Dây bán 57 triệu sale giá 1.3 triệu cưng. Cưng mua cái này chỗ khác bán 80 mấy triệu. Vì người ta bán tới 1.6 triệu. Ở đây chỉ bán có 1.3 triệu ăn game thôi. LV men đen hay đen không có. Cục viên ơi thi rồi. Thí Quang chốt tôi 6.9 triệu bông tay hết nha. Tập trung vô con bây giờ chia sẻ nhau tiếp cho đồ nhanh con ơi, bán lẻ cho lanh lẹ tôi. À, ghen ghét nha, ai tôi cũng thương hết trơn nha, gặp khách nhào vô móc cho người ta còn quần sò ống đi về không nghe con ơi. À, rồi gì con nghĩ thôi. Tao đưa mày vô lại mấy khác đó, tao suy nghĩ ở nhà hết nửa tiếng đồng hồ rồi đó. Mày lanh mày không lanh mà còn nít chứ trời à, cho làm nãy như chị nói đi mẫu ơi. Cho con cơ hội lần thứ ba đó nha. Nói sao nữa bà? Trời ơi ai ăn chó nào cắt mẹ? Ê mày hỏi cho Duyên chỗ chích người chỗ nào cho Duyên chỉ chỗ cho kìa. Vậy là không làm hả? À? Ờ không làm được mà ok. À, ok được được con được 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 không sao. Không cho nó chịu đi. Vậy nha con. Ok rồi Duyên cô cháu mình tới đây thôi. Để cho gắn hay cho nghỉ đi con. Tao mừng. Không phải tao cho nó nghỉ trong nghiệp. Mà giờ Hà nó tự sinh đi, tao đâu đuổi nó đâu. Tao đâu đuổi ba, tao cũng cố gắng đi lắm rồi.
à, nó không phù hợp, không cảm ta tôi mua bán. Dạ còn kêu Út My ơi, vậy nha con, vậy đi con gái, còn nhỏ quá. Nè nè, đưa cô cho mẹ chịu thử luôn con. Thôi mày đừng lấy không gì tao không chịu. Rồi bông tai em có số lượng là 3 đôi. Trời nồi bia ghép bao đẹp luôn mà em, phơm lớn luôn mà em, 3 đôi. Em xe cho giá 1.3 triệu. Ờ mình về cho nó dễ thương mấy chị ơi, chứ mệt quá em cũng mệt. Chú có đầm dí chưa con? Nè Út gửi nè. Sao khóc hả? Bị con bị đau con chó nào cắn con. Rồi đi đâu mà mày mua đồ đâu nhà, chó cắn hả? Gửi đồ đâu? Rồi giờ đi, đi làm, đi làm rồi đi chích người đi đâu có sao đâu. Mà nó Út nó không nghe nè, con không có lăn. Rồi là con rồi thôi đi làm đi bà, tự nhiên gốc tỉnh bơ bà. Gọi đi vô làm bà làm chết bài. Rồi ok trời, tự nhiên gặp nó khóc cái tự nhiên cái tao ơi chịu hết nổi rồi, đi làm bình thường bà ơi. Hôm bữa nó bệnh kêu về nó cũng sợ đuổi nó lên về nó ngồi. Không phải, bây giờ chị nói mẹ nó không lên thì cho nó chụp hình. Bây giờ nó không chịu chụp hình nó khóc. Nó đòi bán 18. Thôi tao còn khổ tâm đâu. Rồi khóc đi làm tiếp 7 triệu 7. Vô làm tiếp, vô làm tiếp. Tự nhiên vô gì? Tao đâu có đuổi hay đâu. Tao cho mày qua bộ phận khác mà. Rồi đến cái bà. Trời ơi, chó cắn cũng khóc nữa. Tao nhỏ tao, chó cắn tao chưa chích người. Giờ tao còn khùng, tao còn chưa nói gì nè. 7 triệu 7, ba ơi. Tôi khổ tâm dễ sợ, tôi muốn mạnh mẽ lên mong được với mấy quỷ khùng này. Rồi nữa, gì nữa bà? Em nói với bà, ngày mai tao định chuẩn bị like cái chương 18. Thế bà nội tôi đành chạy lại mua tiền công không đồng mà mua góp nơi đổi ngang đồ nữa. Vụ gì vậy trời? Tại chủ dễ thương quá nó nói gì nó chị. Rồi đi làm bình thường mà con. Tôi đâu có đuổi nó đâu. Tôi kiểu vô chụp hình đi. Mà giờ nó không chịu chụp hình, nó đòi đi bán vàng thôi, cho nó bán vàng đi rồi ok. Vụ gì? Thì hầm găng chứng tư cừu quạt cho mấy chị. Mà trắng mà. Ơi. Cái ác mà nó không chịu nổi với quỷ điên rồi đó. 7 triệu 7. Không tao đem đôi chứ. Từ giờ tao 2 đôi rồi đó. Cái hãng bên đây quỷ dương nhưng mà đồ đẹp mấy chị ơi, mà nó không có đụng hàng. Ok chứ tình yêu mày. Rồi tình yêu Hồng Chia nè. Tình yêu Thủy Ruby nè, cái gì vậy bà? Trời ơi, tao coi rồi đồng bột tao đẹp lắm, bộ 200 mấy. Mà mày mặc cái đó là bà vú bà không chịu mặc nó đó. Rồi mặc cái đó không mặc được cái quần, tao khổ tâm dữ lắm. Tới vú tao rồi, còn con Duy nó nói hai cái giỏ nó bự hai kẹt tháng mà mặc như vậy, nó bị nở ghẻ. Rồi, tao mỗi lần mà tao giải quyết vấn đề cũng được, mà chỉ có đồng phục nhà này tao không giải quyết vấn đề được. Thôi, vậy vú nó xài nhau đi. Rồi, con Duy nói chị ơi, hai cái giỏ mập đi, nó bị dứt tháng. Trời đất ơi. Trời ơi, cũng muốn á. Rồi thôi nè con, rồi tao đi live stream cho chỗ khác chơi đi. Tao khổ tâm, tao dễ sợ. Dạ, chị nó cười. Đó, nó cười, nó cười, em giật mình, nó cười. Rồi hết hai hầm lặp nhớ nghe, chơi không? Trời ơi. Dạ chị, nhân viên hả chị? Ở thông cảm, tại nó mới vô á. Nhân viên ơi, nhiệt nhiệt tình giùm tao mới nghe nhân viên. Tin nhắn nó nhiều quá nè, rồi để từ từ tôi về chứ nhà này cái vụ mà đồng phục là nan giải dữ lắm. 7 triệu 7, tôi không có giải được đồng phục nhà này. Nó ngộ lắm. Dạ, sale cho 7 triệu 7. Rồi nín đi con, đâu có gì đâu con. Với lại con với con cháu mà giờ cô, cái tánh cô là cô nói thẳng lắm, mà nói thẳng là cô còn giữ hiểu không, mà cô đâu cho con nghỉ đâu hiểu không. Rồi làm tiếp đi con, mày gắn lên lên tao. Rồi thôi coi như tao chưa nói gì đi. Rồi ơi trời, cốc tỉnh bơ nè. Rồi chó cắn bình thường đi chích ngựa, con đâu có gì đâu con. Cho em làm cô bên chị được không? Được nè, xe cho giá 1.2 triệu. Con với con cháu trong nhà biết không, mấy đứa lớn lớn hôm nay vú nhiều khi cũng lên cơn lắm á con. Vú trả lời tao hoài mà nhiều khi tao suy nghĩ bả mau coi cũng nhịn vú lắm nghe mấy chị, nhiều khi coi bả như má mình, tại thật sự là bả cũng tụi bằng tụi má em mà không coi như má thiệt mấy chị. Nhiều khi chú Duy chứ nhịn em, chú vú nhiều khi trả lời hoài à, mà tại cái nết như vậy đó, nhưng mà cái bụng tốt, cái nết cà giật lắm mấy chị ơi, cái nết trả lời sỏng sỏng hoài à. Nhưng mà nhiều khi rồi em nóng lên em lan cái rồi thôi à, nhiều khi mình cũng xin thôi cà bả như mẹ mình thôi, con mua nội đi. Rồi bé Vinh chốt đơn cho 22 triệu 450 ngàn, sale cho 1.2 triệu.
xin việc làm anh Vinh đó hả? Vinh đang đủ người rồi. À, Vinh đủ người Trâm ơi. Sòn câu đổi là 3 với 6, bông tai 7 triệu 7 là còn một đôi nha. Dây cổ đang đeo chứ cổ biển thôi, xem 1 triệu 3 nè, đẹp giả mang chưa? Đụng hàng đền nha, sòn như vậy là 99 triệu. Rồi ai mặn nó gì rồi nha. Nói cái toilet này, chỗ này tao live stream tối ngày sáng đêm. Ví dụ lỡ mặn thì đi lên lầu giùm tao, cái ở đây rồi là mở cửa là tao chết tao đó. Ai vậy? Trời ơi, chắc đang mạnh rồi. Coi chế Ngọc Tiết cái con ơi, ok đây mình coi liền nha. Cộng dây đang đeo 57 triệu, có 2 cộng, tôi đeo 1 cộng nữa nè, tôi đeo nè. Tôi vẫn đeo đồ ý đi đám bình thường, tôi không có sợ ai cười tôi chứ. À, có chiếc nhẫn sòn với đồng hồ sòn rồi nè, chứ mấy này tôi vẫn đeo bình thường. 57 triệu tôi đang đeo luôn. Rồi tập trung cho chị live stream đi. Nhà này sao tôi nói được mà tôi làm không được ba ơi. Bình thường con, đến con. Mà tụi mày khóc tin bơi vậy. Tao cô đấu cho mày nghỉ đâu. Rồi mày muốn bán tao nói mày bán đi. Bà 7 triệu 700 ngàn. Trời đất ơi 77. Rồi lên đơn tôi rồi mày muốn bán cho nó mày bán. Rồi tưởng nha. Tưởng đâu ai chịu vui vẻ nghỉ. Tao ai ngờ nghỉ trong đau, đau khổ chứ ha. Đây mấy chị xinh đẹp đồ đẹp chưa. Rồi bây Vinh có 3 thôi. Hồi ở đẹp mấy chị mấy bà nhớ cái vỏ sòn này em bán mấy bà 68 triệu không? Làm chị Vinh. Ờ tự nhiên nó khóc tỉnh bơ. Nó bị chó cắn hả? Bị đi đâu chó cắn. Sao bây giờ tỉnh bơ là hơi kệ đi mấy chị. Rồi 8 triệu 300 ngàn là chiếc nhẫn này. Hàng ghép giùm em 83. Rồi em chốt đơn nhẫn này lên đơn. Dạ chốt đơn giùm em là 9 triệu 100 ngàn. Ờ đẹp nha mấy chị. Chủ ở trên là hộp 7 ly 2. À Ngọc Tiết ơi lộn giá gì cục vàng ơi Vinh nghe nè. Ngồi xuống xích đập liệt. À Vinh ơi, mày coi giá đơn giá của chị Ngọc Tiết kéo lên trên coi chế 1050 hay gì kìa con. Rồi 8 triệu 3 nhận dép sòn thứ cô đang đeo nè con. 83 nè, con vô 83 cho người ta chưa. Nè 83 lã này nè cục vàng. 83 nè con. Bông tay là 77 lã này. Nhẫn có đi 17 năm có gái yêu. Nhẫn chốt đơn có 9 triệu 100 ngàn à mấy chị mà đẹp lắm. Em có 3 con thôi y chang sòn. Thôi kệ đi mấy chị ơi, em nhiều khi cũng không suy nghĩ chủ gì đâu. Em bình thường. Em giờ cuộc sống em cũng không có ham giàu không gì mấy chị, em xong em chỉ mong cho cái đầu em nó thoải mái thôi mấy chị. Cũng mong giàu để cho có cái để có tiền có bạc lo cho mấy đứa này cho gia đình này nọ ngoài đường chứ. Nhân viên này nọ chứ nếu mà nghèo thì làm sao lo được mấy chị. Thiệt. Phải có tiền, phải có của mới lo được. Cho nên đây là một tập thể cả nhà. Đó giờ em chưa cho ai nghỉ rồi cả nhà. Chưa nha. Chị không chịu nói nó lên đường thôi. Tự xin lên. À, bông tay 77, dây chuyền 57 triệu. Rồi em chốt với tình yêu Phương Lê. À, con nín đi con. Tao gặp ai khóc tao chịu mới được nha. Tao thấy cái mặt ai buồn buồn là tao chịu mới nổi. Hôm qua kia tao mới gặp một con nữ ngồi chỗ cầu thang. Tao nói nữ. Mày gán vui cho chị mỗi lần chị nhìn mày chị khó chịu. Có gì đâu vui. Sống có gì đâu vui. Nó làm nên tao nói cái nó có chuyện gì đâu vui. Cái nó mày vui mày cừ đi thì mày mới có chuyện vui được. Tôi thấy không có chuyện gì vui hết trơn. Cái tôi nói trời ơi trời mày cừ đi mai mốt mày cừ mà cuộc sống mày không vui là tao đền cho. Ai dám đền bà gì lẽ tôi đền bà. Okay. Nó hồi như mày buồn luôn cho rồi đi rồi dễ sợ. À, rồi chúc em 9 triệu 1. Rồi con ngoan rồi đó cho rồi đó bà. Rồi hoàng hương nè. Rồi gắn chụp hình cho đẹp đẹp lên lanh lên. Rồi 8 triệu 3, dòng đinh nhiêu á, cộng dây 5, 7 triệu chứ Hiền Lê. Em có 4 con thôi, trời đẹp mấy chị, chủ là 7 ly 2, 7 ly rưỡi. Rồi chốt đơn, bông đang đeo là bông ý đó chứ Phạm Châu, mà đẹp như sòn đó chứ Phạm Châu. Rồi chốt đơn 9 triệu 1 nha, đẹp dữ lắm, đẹp, sale có 1 triệu 2 thôi. Ca này em bán đồ độc, đồ. Mấy chị chốt trên like, mấy chị xả trên like là không có tội. Ông không có chặt cái ngón tay mấy chị đâu. Còn chị nào mà chốt trên like, xả dưới like là chặt hai lóng tay chỏ nha. Là mày mốt với bà cầm manh mới là cầm manh ngón út đó nha. Ngón út khó quẹt lắm. Ngón này mới dễ quẹt nha, ông chặt đó. Rồi nè con, vô cô Băng Mi Khanh. Cô Băng Mi Khanh thì hơi mẫm mẻm giống như em. Thì có gì thêm mắc được luôn, 9 triệu mốt. Rồi chốt đơn. Đây, dòng đinh em mới về được 5 con. Ống 3 ly rưỡi. Ni tay 48, 50, 52. Ê đi ra chỗ khác đi, lẹ lẹ công chuyện đi. Cái gì mà so dịu nỗi đau vậy trời. Lẹ con. Trời ơi mày trưởng thành lên con ơi. Bằng tuổi đó tao đẻ hào rồi đó. Nhiêu tuổi rồi? 17. 17 là tao đẻ hào rồi đó. Cuối năm 16 đẻ cái bẹp rồi đó. 17 là có một đứa con rồi đó ông nội. Trời ơi 22 tuổi là hai đứa rồi. 14 triệu 600 ngàn dùm em. 146 em có 5 con. Ờ hấp voi qua lại hoài mà không live stream được cái giờ.
Hóc bò nó tắt tiếng quá mày ơi, tắt tiếng quá mày ơi, nó có tiếng ngữ tắt tiếng. Rồi anh về đăng 48, 50, 52, 54, 56, 58. Con em chị ơi, con thiệt nha, chứ không phải mẹ mền đâu, không phải mẹ ghẻ đâu nha, không phải vợ sao đâu, vợ đầu đó. Rồi dây gắn là 57 triệu tình yêu Linh Đoàn ơi. Rồi vòng tay ống 3 ly rưỡi, ni tay 48, 50, 52, 54 mới về. Rồi bé chốt đơn cho 14 triệu 600. 146 mấy chị đeo đinh trơn này, mấy chị đeo lâu cũ. Hàng bao đẹp luôn em ha, nhìn xuất sắc chưa. Rồi chốt đơn, dạ nhìn cái mặt cưng lắm. 14 triệu 600. Dạ Phương Thảo hả, cho tao suy nghĩ một tuần đi mày ơi, tao cho mày hay. Đợi chuyện tuần đi, cầm anh hoài tao ngại. Rồi tao giải quyết cho 146, à dạ yêu sớm lắm. Rồi em có 5 con mới về, dây cổ đang đeo 57 triệu chứ ơi. Bông tai 7 triệu 7 em hết trơn rồi nha. Bông tai 77 nè, mấy bà lấy đâu của tôi nữa thì được, chứ đâu bán hết trơn à. 77 lên được, và dây gắn đang đeo, em còn sợ em đeo luôn đó. Nè chế 7 triệu 7, sell. Inbox cho đồ rề mỹ, phà xoắn lai xỉ. Con vô gì rắn cho chứ bằng mi khăn đi con. Rắn nè, à, rắn nè. Rồi inbox cho đồ rề mỹ nè. Rồi hết nè, nha. Rồi dây chuyền chút thì yêu tay qua nè, lấy cộng của mẹ bán đi con. Hay chứ nói chứ mấy chị ham tiền lắm mấy chị. Rồi đinh thì trang 77 cho con ơi. Màu ơi, mày màu màu không chị cái màu. Rồi chúc bông em 77. Đây 77 xe cho 13. Rồi chốt. Nè con sau lưng nè con. Rồi 9 triệu mốc có đủ đi nha. 9 mốc có đủ đi nè. Kịch kịch hoài á con. Dây bự bự tầm sau em về ra ngoài à con. Ủa mẹ kêu con hả? Không tôi kêu màu mà lọt dây mẹ cái. Đây nè nè, dây lỗ màu đi hả? 9 triệu mốt còn 2 chiếc. Đẹp chưa mấy chị? Trong tủ không có một chiếc bán luôn đó mấy chị. Mẫu từ mẫu sòn đi về. Lên. Cho em xin tên đầy đủ của bác sĩ Hải, bệnh viện thẩm mỹ chị làm. Làm cái càm hay làm cái lỗ mũi? Chị làm càm hay làm mũi? Em làm càm chỗ khác, em làm mũi chỗ khác, em làm ngực chỗ khác, em làm con mắt chỗ khác, em xăm chân mày chỗ khác. Ba ơi, 9 triệu mốt. Set out là mi men đen từng sao mũi ơi. Dây gắn chị nào lấy chị, bà gái của tôi à. Duyên ơi, tao hết dây, tao nói chung là hết tiền rồi, đợi từng sau mới có tiền mới mua dây về được nha mấy chị. Thật sự ra là tuần này hết tiền, nhập sòn nhiều quá hết tiền. Nha, nói thiệt. Cái lô chiều không là cả mười mấy rồi. Rồi cái ngày mà ngày mốt tôi like bữa thứ hai hết năm nữa rồi. Hết tiền đó chị ơi. À, rồi nhẫn cho chị yêu Châu Liên 9 triệu mốt. Tuần sau em về dây xoắn vuông cho chị trung lớn nhỏ. Cài áo tuần sau luôn, 5-7 triệu nắng con vô chơi con chưa con ơi. Rồi đây mẹ đeo cho mẹ đơn, mẹ đeo tụ nghiệp mẹ. Đây 13 triệu 900 là bạn này nè. Em làm hết trơn luôn hả? Nè nè nè, từ từ nè, từ từ nè, nói lại nè, mấy bà nào hỏi thẩm mỹ nè, em chỉ cho lần này nha. Không có, tôi không có lấy tiền quảng cáo ai trơn nha, thấy đẹp chỉ nha, cuộc đời tôi vậy đó. Nè, lông mày tôi làm ở Chi Vi chi nhánh 2. Đáng lẽ lông mày này phải đi dặm lại mà không có thời gian đi dặm, cho nên là còn một lỗ đây chưa có làm. Nha, rồi đi vô chi nhánh 2 giùm em. Rồi có lỗ mũi thì bị bác sĩ Nguyễn Văn Phùng, con mắt thì bác sĩ Vũ bệnh viện Nam Cáp. Đúng chưa? Cái càm là bác sĩ Hải, bệnh viện thẩm mỹ quốc tế Việt Hàn. Rồi cái này là của bác sĩ Thắng nha. Nhưng mà sau này nếu mà ba bà có muốn làm bác sĩ Thắng thì làm, còn không làm bác sĩ Khiêm vẫn được. Rồi chốt đơn em 13 triệu 500. À 13 triệu 900 ngàn giùm em, 139. Sẵn to cho tuần sau đi, tuần này hết tiền. Giờ nói thiệt cho nghe luôn đó. Nói thiệt là tuần này hết tiền mấy bạn ơi. Trời ơi sao nó đẹp dữ vậy mấy ông nội ơi, cho xin cộng dây mì kim cương mượn được không? Mày tin con gì vậy Thảo ơi, Thảo ơi. Cho cộng dây kim cương khoảng 7g, 8g, 10g đi em ơi, mượn chồng. Trời ơi đẹp nè mấy chị. Đẹp này mấy chị ơi, kệ sai khang lần cho mấy chị biết chưa rồi. Em có 5 em thôi. Cái giỏ nhận đó mấy chị mua gần 60 mấy triệu thì mà em chưa tính viên chủ. Nhưng mà rất là đẹp mấy chị ơi. Mẫu từ sòn, photo cặp bi qua đi về. Rồi cho xin mượn cổng hàng, cảm ơn bạn yêu. Dạ dây chuyền đang đeo 57 triệu cục vàng ơi, huy chương 57 triệu. Cái này dùm em là 9 gam, em sale giá 1 triệu 2, em có 5 con chết rồi, đang live stream nữa rồi ta. Em nghe em ơi. Ơi em nghe. Em nhận rồi nhưng mà em lu bu quá, em chưa khui, mai mới làm anh ơi. Dạ. Với lại nó nghe nè, thôi để mấy cái túi kia em like thử đi nè, rồi em báo sau nha, để em nói với nhân viên em coi. Nặng quá. Dạ, ok. Rồi cái này mấy chị ơi, 10 triệu 800 ngàn sale cho giá 1 triệu 2.
Trời ơi, đẹp một cái ngổn ngang cuộc đời. Đẹp cái ngổn ngang cuộc đời. Dạ, tầng này hết tiền mấy chị. Thiệt, hết tiền thiệt. Không, cái này nói thiệt mấy chị. Dạ, lâu lâu cũng có hết má. Em có 5 con mà đẹp dữ lắm mấy chị. Nếu mà tính luôn sòn viên chủ này mà nước đê như vậy, nước ép như vậy nha, nguyên chiếc nhẫn này 500 triệu mấy chị. Em chốt đơn cho giá. Dòng đinh em đang đeo là 14 triệu 500. Dạ, dòng đang đeo 22 triệu 450 ngàn. Mà hàng bao tê tái mấy chị ơi. Con đinh này, con lao đinh chứ đi con. Trời ơi, đẹp sao kêu chăm hoài á. Tập trung vô mẹ đi, có 5 con nè. Hồi ơi, chiếc nhẫn này y chang nhẫn sòn ngỏ. Em về cái giỏ 60 triệu chưa tính viên chủ nè mấy chị. Lên Mỹ Lan Nguyễn. Em xe 1 triệu 2 hộp cao cấp. Em xe 1 triệu 2 hộp cao cấp. Chuyển số tài khoản đó không được thì chuyển rồi ok tình yêu thanh nhàn. Chứ anh bóc cái tình yêu nào đây, mua tôi đi rồi nghe. Tuyết ơi nghe rồi. Đấy, từ từ giải quyết cho cưng ơi. Tại vì chị đang chốt like mà. Nhân viên giờ chống nắng chứ còn khoảng 20 chai. Body thì chưa về. Em mua 4 hộp. Chị mua 4 hộp, 5 hộp đang đeo 22 450. 10 triệu 800 sale cho 1 triệu 2. Nè con, nhẫn 9 triệu mốt còn đang chiếc nha mấy chị ơi. 91 còn đang chiếc, cái đó mình nói là con xây qua là con gặp đó. 22 450 chứ ơi, đủ đi tay. Ok, I love you. Với lại Duyên ơi, chị các em một mẫu người ta về tới 3-4 chiếc thì lấy cho vừa ni tay, khỏi mất công làm ni tay cho người ta. Thứ nhất thao vàng, thứ hai mất thời gian, thứ ba không đẹp, mất nước si ghim. Của người này vừa không lấy cho người này, cái lấy hai người làm chéo nhau rồi lên đường nghe, nó không cấm à. Rồi Xuân Trang, nói chung là em nói mấy chị nghe, mấy chị đừng có suy nghĩ là mua hộp nhân tạo nhà em, mấy chị sẽ lo lắng gì hết. Em bao em chấp cho mấy chị luôn là hộp nó đẹp tương đương như kim cương, mà nói như tương đương kim cương thì nó bị ba xạo ba xéo. Nó giống như một cái đầm thiết kế, mấy chị mua dù cho 500 ngàn mà nó hàng độc, hàng lạ, hàng đẹp, chất giải nó ok, giống như mặc 500 ngàn mà mấy chị thấy nó vẫn đẹp. Còn nếu như mấy chị mặc đồ thương hiệu, một cái đầm 20 triệu thì dĩ nhiên ok hơn nữa. Cái giữa cái 20 triệu với cái 500 ngàn mà nó đẹp 9-10 giống nhau, em chọn luôn cái 10 cũng được nha, tại mình quá nhiều tiền. Còn không mình chọn cái 9 mà 500 ngàn vẫn chọn nghe cả nhà. Đó, mấy chị cứ giống như đi đám, đeo đồ thiệt giữ cho em. Ở nhà mình cũng đeo cho em, đeo cái này ai biết đeo hộp nhân tạo đâu. Biết cái chết liền, trừ khi nào qua nhỏ cái bên nói ê tao đeo hộp giả. Giống như em vậy đó, tao hỏi sửa lô mũi cái trả lời nguyên cái mặt hết trơn, sửa hết trơn vậy đó mấy chị. Rồi 1080 Hương. Dạ còn chế Lê Thủy yêu xinh đẹp ơi. Chết rồi, tao không mặc áo mùa đông mà tao ngồi ở đây tao xỉu. 1080. Tao mặc đồ mỏng quá, chắc bữa nay tao nhập viện nha. Tắt máy lạnh nhìn tao, để mai tao còn livestream 18 đó. Livestream 18 gung mấy chị, chưa biết làm sao. Dạ 10 triệu 800 chốt, rồi còn một chiếc duy nhất cả nhà ơi. Dạ được chị ơi, đừng, chị ơi, chế Mai Trương ơi. Cục vàng ơi, cục vàng. Dạ được, nhưng mà chị xóa cái comment giùm Vinh liền đi, tình yêu Mai Trương. Xóa liền giùm Vinh. Bông đang đeo là 13 triệu 900. 22 chị Lê Thủy có đơn, Yuri có đơn. Dạ nói chung là bây giờ đồ là đẹp hơn ngày xưa rất là nhiều. Đẹp hơn ngày xưa rất là nhiều. Mẫu mã cũng đẹp hơn. Từ đồ số lượng tới đồ lẻ số lượng, từ tới đồ sale, khẳng định 100%. Túi sách đi đi xa. Không chị, túi dài dép đồng hồ nhẫn em xài thiệt. Túi đó em mua 128 triệu. Cái túi Kelly, cái túi Royal nhỏ đúng không? Cái túi đó chiều ngang có 1.4 nha cả nhà, mà dễ cưng lắm. 128 á. Rồi chốt đơn nhầm em này, Hoàng Trương nhầm em, Lon Nguyễn nhầm em rồi, hết nhẫn 10 triệu 800 nha. Em cho mấy chị chụp hình đi gần gần mấy tiệm vàng mua này, không có nha cả nhà. Em bao cho mấy chị chụp hình đi mua không có đó. Nếu mua có, em đền cho một chiếc 1 tỷ. Rồi 10 triệu 800 chốt tình yêu Hoàng Trường hết. Đẹp giả mang chưa? Đi 18 không có, đi 18 thì đặt lại. Duyên ơi, đồ nào số lượng cho khách đặt cho Duyên ơi. Sao mà em không có hỏi chị là hãng nào hết trơn rồi làm sao mày biết ba ơi. Rồi ba tàu lao, tao mắng dốt, ba chữ tao thấy bà nội tao. Dạ cái gì cũng dạ dạ không mà. Mày đổi lên tao với Vết Madame đi. Trời ơi, giả chân với bà nội. 22 triệu 450 ngàn. 10 triệu 800 bé Vinh hết. Em bán hàng độc giá tốt cho mấy chị vậy đó, mấy bà mua đâu có, nghe em tôi lời có 20 ngàn đồng bạc. Mà hộp là toàn hộp cao cấp, mẫu toàn mẫu độc không. Đến với em là đến với chất lượng đẹp độc lạ. Đó, kiểu như đi đánh lộn vậy đó. Rồi 10 triệu 800 bà đặt lên tôi đi Nhung Nhung ơi.
đồ số lượng em sẽ lãnh đặt cho mấy chị được nha. Đặt đi 19 nè, đặt cho người ta đeo đi để mấy chị lớn lớn thôi không con. Tặng hộp nhân tạo. Rồi 9 triệu mốt nè con ơi, 10 triệu 800 còn đó chứ đó. Giỏ sờn như gì mấy chị? Này 8 ly mốt nha, còn 1 tỷ 3, 1 tỷ 4. Áo đang mặc cho chuyển khoản chưa con ơi? Còn nhỏ về đó ngủ đã rồi thôi, dọn đồ ăn đi mất tiêu. À, đây nè mày chúc đơm em. 45 triệu đẹp quá trời luôn á Thùy Dung, đẹp mà mấy chị. Tắm 2 ly 6, 2 ly 7 đồ Dung mà Dung thấy không? Chị sử dụng tắm VVS không? Tắm trắng phiếu luôn á mấy chị, chứ đâu phải em bán rẻ mà đồ em bán tào lao đâu. Dạ. Chân mày làm sợ gì hả? Ô bà hổng nói tiếng Anh cái gì? Nói hai ba cái kết hợp lại nhau mà giờ đâu nhớ mấy chị. Quên rồi. Rồi 9 triệu mốt, học cao cấp mấy chị ơi. Đúng rồi, bỏ trăm ơi. Mua ở tiệm có giá like không? Dạ cũng được chị, cũng tương tương. Dòng đang đeo 22.450.000 cục vàng ơi. Nào 22.450 coi chừng này, tôi bỏ chung những ý cho tao chết tao à. Rồi bông tai 13.900. Rồi mặt này tôi có ba cái thôi, hàng độc mấy chị ơi. Dạ, lại cứ nở nụ cười tươi sáng đi, tôi bán rẻ cho. Ở đằng tiệm cũng bán tương tương nhá này. À, hồi mặt dây chuyền trái tim nha, mà đẹp dữ lắm, trời ơi. Dẹo ơi, mày chụp cái này cho mẹ đi, đẹp mà rẻ nữa mấy chị ơi. Em sale cho 1.250.000. Nhẫn đang đeo 9 triệu mốt, nhẫn bên đây 10.800.000. Quỷ này 10.800.000, quỷ này 9 triệu mốt nè. Nhìn mẹ hoài bữa nay mày đẹp. Rồi mặt dây chuyền chuẩn bị lên đơn nè, sale cho 1.300.000 thôi. Sale cho 7 triệu, giá yeah, nhẫn ý mà đẹp hơn sờn. Xạo ghê chưa, xong thật sự nha mấy chị. Thật sự đó. Mấy chị thấy đi, có nhiều cái áo thun nha, nó nhái đồ hãng ra. Mấy cái áo thun 1-1 của Gucci nha, chất vải đẹp hơn đồ hãng. Chất vải đẹp hơn hãng luôn, hãng mỏng te. Nôm na nó như vậy đó mấy chị. Rồi 13 triệu, 10.800.000 cục vàng ơi. 10.800.000 là bên đây nè. Nha, bây Vinh nè. Bây Vinh à, em đâu có mua gì nhiều đâu, à, em còn mua ít mà. Có nhiều người ta xài tiền dữ lắm, nhưng mà thôi. À, em chỉ lâu lâu em kết cái buồn chút. Rồi chút đơn lồm em cái mặt dây chuyền 7 triệu. Do cho dòng hộp đang đeo tình yêu Nguyễn Nguyệt. 7 triệu có 3 cái, nhận không đẹp xé xác em gà. Giống như gấu như vậy. Dù mấy gốc dịch. À, đẹp giả mang chưa? Leo leo leo. Đây cho mẹ mặc cái tim đi con. Cho mẹ mượn cái mặt trái tim đi nè, 7 triệu. Trời ơi, anh trai này ông sắp điện thoại. Em nghe anh ơi. Ơ, à, dạ. Dạ sao anh? Rồi em hiểu rồi, em hiểu rồi. Để em biết rồi. Nha chị. Dạ thôi, anh đựng chồng có cái nào mà ấy thì cái gói đồ kia em chứa khui, mai khui em chuyển gói đó. Rồi bắt đầu ngày mai anh hãy gửi cái kia xuống nha, để nó lưu bù. Gửi rồi hả là. Rồi hiểu rồi, em hiểu rồi. Chưa biết, đang live stream mà đại ca chút xíu điện lại cho nha. Đang live stream rồi. Dạ. Trời ơi, làm gì mà mấy anh đàn ông anh điện tôi suốt. Tôi không có thời gian mấy ông nội ơi. 10.800.000 nè, con vô tình yêu Nguyễn Thị Điệp 9 triệu mốt đi. Bà xã 13.500.000 phải không cục cưng? Ok cục cưng. Đây mấy chị cứ xả thoải mái, xả trên like là vui vẻ, xả dưới like nha. Ban đầu á, ông sẽ chặt một lóng. Ông Diêm Dương ông chặt tại cái tội bơm hàng trên like. Nhà ở dưới like, còn trên like này ông sẽ để cho mấy chị luôn. Ông sẽ nói cho mấy chị muốn tay màu dài ra. Đó nè, chặt ở đây một khúc. Mấy bà bơm nhiều lần ở dưới like là ông chặt tới cục luôn á. Nào nói trước à. Rồi dòng đang đây 22.450.000. Nói chung em cũng không gành, em si đáng vậy thôi. 22.450.000, rồi chốt. Dạ, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, dạ ẹt mà. Rồi, à, rồi 10.800.000 sạch sẽ. Dòng đang đeo 1.200.000 gam. Tùy kiểu, tùy mẫu, tùy giá em. Có mẫu chị bán 1 triệu, mẫu chị bán 1.1 triệu. Mẫu nào mới mới chị bán 1.2 triệu. Chứ đâu phải đùa ý này nó không giá đâu mà thấp hay không thấp. Cục cưng. À, em giữ qua đơn cho nó đổi đồ cho dễ cưng. À, chứ à, giống như cái mẫu này trái tim này 1.3 triệu. Bông tai 1.250.000, nhẫn này 1.2 triệu. Có bữa khùng lên bán có 1 triệu. Tùy kiểu tùy giá chứ đâu phải là giờ này nó bằng giá nhau đâu mà em kêu mà ấy à, cho nên em thông cảm giùm chị. Chứ à, đâu có bán mắc bán rẻ gì đâu, bán sao mua vậy hả? À, bán à, mắc quá mắc mắc khách hết trơn chứ bây giờ kiếm khách đâu có dễ. Khách mà bị làm mắc à, mấy gọi là à, mắc khách làng là đâu còn mà kiếm khách được nữa đâu. Rồi ok chuyển giùm tôi 3 triệu, mặc cái tim mã 7 triệu cục vàng ơi.
Dạ mặt có 7 triệu chế ơi. Chuyển bao nhiêu, chuyển 3 triệu đi chế. Mãi mãi một tình yêu giúp em nha mấy chế ơi. Rồi đẩy nhẫn cho 10 triệu 800 chưa, hết trơn rồi, 10 triệu 800 sạch. Em order một chục chiếc nữa mà về được có 5 chiếc rồi mấy chị thấy đi. 7 triệu giùm em có 3 cái, nhận không đẹp như sòn. Chặt cái đầu coi cho làm cái ngồi đó, bán về nhiều đâu mà chặt cái đầu coi như mình boss. Rồi dây chuyền trái tim, rèo là đáng lẽ đeo này đầu like nè mấy chị. Nhưng ai cũng sẽ đeo giữa lại. Giờ dây đang đeo nhiều, dây đeo mới lên mặt trước nè, 7 triệu cho Hoàng Kim. Là không gặp lâu quá mới gặp bà Hoàng Kim mà đi đâu. Bao đang đeo còn tình yêu Phụng Nguyễn ơi, xin lỗi con Phụng Nguyễn 139 nha. Rồi Phụng Nguyễn 139. Đây bông tai đang đeo nè. Đó, còn gái yêu Phụng Nguyễn chơi đi chị, đồ nhà em đẹp. Đẹp như sòn, có thể gọi đẹp hơn sòn luôn vì có đụng hàng đâu. Em dẫn chứng mấy chị vậy đó. Bỏ 20 triệu mua một cái đầm. Dĩ nhiên nó phải đỉnh thôi. Nhưng mà bỏ ra 500 ngàn lại mặc đỉnh như là độ 20 triệu. Thì chị đến với Vinh đêm nay đó, ca đó mấy chị. Rồi chốt đơn 1250. 125. Rồi chốt. Rồi với Vinh hết. Tình yêu Thành Thái là gì vậy các yêu? Khoan từ từ, tôi chốt đơn rồi, bông tay hết rồi. Dạ. Rồi em chốt cho nhận 9 triệu máu anh luôn. Mặc dây chuyền tôi còn 2 cái, 7 triệu 1 cái. Mà đẹp lắm mấy chị nè, lên nè. Trời ơi mấy chị ơi, ca sĩ không ai dám như em luôn nha. Tại vì thường thường người ta ca hay, người ta ca đúng nghiệp đồ. Tôi ca nó kiểu là như cầu khỉ, nó chặt nghiệp hết trơn á bà ơi. Đây, giọng ca em giống như ca ngoài cầu cá trai vậy đó. Rồi chốt đơn em 7 triệu sale giá 1 triệu 3. 7 sale giá 1 3. Ok gái, chốt đơn xả 9 triệu 1. Mấy chị thấy không, dán nha. Dán cho làm ăn có tiền. Đó, sức khỏe dồi dào, tai qua nạn khỏi. Tiền vô tỷ tỷ, tiền ra gỉ gỉ nha. Đừng có giống em. Giống em bà chồng nó nói à, bà nội, bà tuổi con gì mà bà đòi vô không bỏ không ra. Tại vì tôi tính là mấy bà, tôi tính là mấy bà mua tôi xong rồi cái chuyển tiền cho tôi, cái tôi không có chuyển trả nợ cho người khác. Đó. Thôi kệ không sao, tại nhiều khi khách mới không sao, thôi kệ nha. Mấy chị dĩ hòa di quý, khách thương em là được. Nhiều khi không hiểu thì em sẽ giải thích cho hiểu cục diện ơi. Rồi mặc cái tiêu chú tình yêu Huệ nha. Dạ. Chị chốt mặt giùm em đi dây nữa mấy đứa bán ở trong cho mấy chị nha. Rồi ok em mã 7 triệu xe 1 triệu 3. Rồi lên đơn giùm em nha chị yêu. Dạ đầm có ai chuyển tiền cho cục diện ơi. Đầm chuyển cho bơm tôi quýnh mày đó. Nè 7 triệu giùm em này. Rồi còn cái duy nhất giùm em. Mặt đang đeo 7 triệu Thảo Linh ơi. Đầm dưới hôm nay người ta chốt mà không biết có bơm không thì không biết. Ồ dây chốt tim có 2 cộng, đeo 1 cộng. Đẹp. Không cần bỏ ra mấy trăm triệu đeo sòn đó mấy chị. Mấy chị nhìn giùm em nè. Em cho mấy chị soi. Trong đây là hộp Diaget, hàng hộp nhân tạo luxury từ A tới Á. Cái này mấy chị mua hàng chợ thì ai dám đầu tư cái chuyện mà hộp cao cấp mà hộp nhỏ luôn. Từ hộp Baguette tới hộp Yung Amoral luôn. No. Để dám đó. Đụng cộng là đền 5 tỷ rồi nè. Hàng đẹp luôn em nè. 2 cộng đen cộng đeo vui chơi. Dạ. Rồi bây giờ chốt tình yêu Trần Thanh Tiền đẹp gái. Cái mái tóc đen đen có bộ đồ màu tím tím. Rồi chốt đơn. Lên giùm em dây này 31 triệu 900. Mặc cho nồi á. Nhiều đồ đây lắm mà chưa có lên được cái gì cho nên nhiều dữ lắm nhiều. Cái đầm có ai chuyển không nha? Buồn nhân viên em thôi mà đừng buồn suy nghĩ tôi đi. Buồn có gì đâu, buồn với ly rượu đầy. Rồi chút đơn em coi chế đi cưng. Nhẫn đang đeo 9 triệu mốt cái em xinh đẹp ơi. Dây chuyền nè mấy chị. Không đẹp một cái giả mang ơi. Chủ nhân tàu. Rồi trả tôi không nội. Rồi đâu. Cái này nhân tạo này ghi cái bỏ vô mà để gì mắt. Đo mấy ly ghi vô. Coi có mã số không cho chị. Tôi bán cái này là bởi vì bỏ gì. Cái này mai mốt chết ai giờ phạt mỏng nha. Ghi sòn vô. Với mai liên nó tàu lao dễ sợ luôn đó. Dạ đầm có sen L không á. Tôi đang mặc L nè ông nội. Tôi mập lên rồi. 9 triệu mốt xèo giá 1 triệu 2. Rồi dây đang đeo 31 9 trà mi đẹp dữ lắm. Trà mi ơi. Đo nhiêu ly ghi vô, có mã số ghi vô càng tốt. Còn nếu nó mà ga lăng nữa là sạch cái mã số gì, bấm nước, bấm ơ lên luôn giùm tôi. Rồi dây chuyền 31 triệu 900, không biết tập cho biết không, chuyện nít làm con gái. 31 triệu 900 ngàn giùm em xem cho 1 triệu 3, nhẫn 9 triệu 3 lên nè con, 9 triệu 2 lên nè con. Cẩm Tú ơi, Nguyễn Trà My ơi, em đem danh tính, không? Uy tín danh dự ra bảo đảm cho mấy chị luôn cái này. Đó,
mấy chị xem mấy chị cũng sẽ tốn tiền, tại vì mình mua bây giờ em tính đơn giản nè, chị nào muốn thích đeo 18 thì đeo. Ví dụ như chẳng hạn như 18 á, một món cũng tiền công với tiền hộp mấy trăm ngàn rồi, ra vô lỗ một chỉ 250, đổi lỗ một chỉ 50, cái này mình không có lỗ công lỗ hộp lỗ vàng gì hết, nên chỉ lỗ 10% hoặc là 15% thôi nha, chứ không có lỗ nhiều, cho nên mà cứ yên tâm giùm tôi, vàng 18 tới lúc tôi bán không có lỗ nhiều nữa. À, có nhiều cái tôi sẽ sell cho tiền công món không đồng luôn em. Em có 5 con thôi mấy chị. Mẫu này từ mẫu sòn ra. Em nói thật sự luôn, em ăn cắp mẫu từ mẫu sòn em order về. Em có 5 chiếc thôi mấy chị. Mấy chị nhớ đây, cái giỏ này bữa hổm em bán mấy chị á là 81 triệu. Có thể gọi là chiếc này đẹp hơn sòn luôn. Chủ của nó là chủ 6.5 ly, 1.5 ca kim cương nhân tàu bestseller. Em có 5 em. Đai của nó đi Amaro, từ A tới áo hộp cao cấp luxury hết. Chốt đơn cho 1.2 triệu. Đinh nhỏ hả tình yêu? Trời ơi các bạn gì ơi, mẹ già ăn sao? Tắt cái gì tiếng chuông mày bấm, cái bấm cái điện tử của ai con? Mình làm chủ là mình phải làm gương chứ, mình bấm gì còn la ai? À, còn nói nhân viên lấy điện thoại chơi là con la ai? 12.300.000. 1, 2, 3. Em có 5 em. À, làm công chuyện xong rồi về nhà bấm. Không nhìn nó chứ chị làm coi học làm. À, dây này dây ý chị ơi. 12.300.000 sale giá 1.2 triệu. 1, 2, 3 sale cho 1.2 triệu. À, nè mấy chị, cho mấy chị coi. Làm cho ra làm con. Em có 5 dây. Rồi bông tai cực kỳ xịn sò. Em có 3 đôi. Trời ơi, em sale cho mấy chị giá 1.250.000. Bao tê. Bao tê tới bao đê mê. Dạ, em chúc chị yêu Nguyễn Trà My. Dạ dây này dư ý chứ ơi, dây sòn cỏ này chắc cũng có 200-300 triệu, tại hộp bia rất nhiều. Em có 3 con, mà mấy chị, cái đôi bông này nè, vui lòng, mở ra nhẹ tay. Vì hộp của nó, vàng của nó mỏng chứ nó không dày ha. Mở nhẹ tay giúp em mấy chị, đừng có dùng công lực mà củ âm chân kinh thập bát chưởng đâu đó, mấy chị bóp một cái là nó gãy nha. Rồi, dây chuyền 31.900.000 không? Bông tai cho em 5.900.000. Ồ, đẹp chưa mấy chị? Bông hốt gơ, bông hốt gơ đẹp chưa, trường đâu đeo nữa nè, 13.900.000 cho tông đâu đeo ơi Diệu, bữa nay hãng mới lấy đẹp quá Diệu ơi, dây tôi đeo nè, dây đó đeo nè, đeo mấy chị, đeo từ giờ đeo hết trơn, từ giờ bán xong, từ giờ bán đeo hết 5 món rồi, không biết lời lớn gì luôn. Rồi nhẫn 1, 2, 3 nè, trà mi nè, rồi ai nữa, à, quách nè 1, 2, 3, chốt, và dạ. Em đang đeo là ý đó. À, 5.900.000 là gì? Dòng đang đeo 22.450.000. Dây em đang đeo là đủ chiều dài cái ơi. À xin lỗi, 5.900.000, bông còn 2 đôi. Bích thanh vàng, bình kỳ tồn. Dạ, 1.250.000 mà. Giá vàng này mấy chị mua đồ mới, chứ đâu phải mua đồ lướt đâu. À, mấy bà đi mua đồ cũ, đồ lướt á, mới mua đồ Sài Gòn thì có thể có giá đó nha mấy chị. Hàng này giữ chưa? Bán giữ chưa? Mấy bà thấy tôi giữ chưa? Rồi chúc lên tình yêu bích thanh vàng, chị Nguyễn Tiền, chị Bin Kim Tôn hết, ok, Edo, thank you. À, mặt gì ó bao nhiêu hả? Rồi chị Nguyên Quách 1, 2, 3 cho con rồi. 59 xem 1, 2, 5 rồi chốt hết. Dạ, yeah, Nguyên Quách nhận em còn 2 chiếc nha cả nhà. 12.300.000 nhận đẹp trả lời. À, à, rồi chốt đơn em. Rồi đó em đang đem chốt cho tình yêu Lê Duy Linh, ở đâu của tôi đó là sạch nha. Nè, bán đâu có mẹ nó đi không. Rồi, Lê Duy Linh. Dạ, yeah, dây vuông kim cương tầng sau, về tầng sau nó có tiền. Tầng này chưa có tiền, chưa cho về. Rồi, em hết đơn. Mặt dây, mặt cái tim này 7 triệu. Dây này 31.900.000. À, sóc đơn chế Phạm Huệ em ơi, chuyển mấy ngày rồi nè. Ok, tình yêu. Dạ, yeah, dây vuông sắn đang đeo hết rồi. À, xã 108 nè. À, ừ, cứ xã trên like chắc đơn giúp tôi chứ, để mấy bà chốt chị gọi là khí thế anh hùng. Chốt cho một cái sự gọi là nhà giàu sang trọng, cuối cùng xuống là thành nhà máy ngói lá xã hết trơn. À, có nhiều chị chốt nửa năm luôn không có mua. Vụ gì gì, tội nghiệp tôi. À, chốt. Nè, vô tình yêu, trà mi đẹp lắm. 31.900.000 sao. Đi áo tim tôi không có. Tôi nãy cái mặt này là 7 triệu đó, là mặt cái tim ở trên khoang tròn đúng không? Xin lỗi phải không? Rồi mai mai là hết trơn bông tai nha. À, hộp nhân tạo chứ không có hộp gì hết. Rồi chốt cho tình yêu cổng dung này, lấy cổng cộng cô mẹ ăn đi. Dạ được cái ham tiền bán hết trơn mấy chị ơi. Còn trường chồng với mấy đứa con với mấy đứa nhân viên, tại nhân viên em có bán cũng không ai mua. À, đây xấu xấu không mà học dở nữa. Rồi chốt, dòng đang đeo 22.450.000 ba ngày hả chứ. À, dòng đinh đang đeo là 14.500. Dạ, Đài Loan có đi cục cưng ơi, nhớ em nha, trong tỉnh ngoài tỉnh nước ngoài
Ồ, giá này là đã sale rồi đó. Nói chung là dưới mà cái tốc độ đồ siêu phẩm này thì không ai bán giá này đâu cục cưng. Không ai bán nha. 12.300.000 chị yêu Nguyễn Thị. 123 dòng chỉnh ni vô tư vỏ Mỹ ha. 5.900.000. Rồi hết. Hi hi bán kim anh cho em hả? Ờ bị điều đi rồi. Qua cho trả lời anh bóc rồi. Nhưng mà vẫn qua anh kia chứ anh bóc bây giờ dãy quá dãy rồi. Nhưng mà ghé tại tiệm vẫn nó vẫn làm ghé tại tiệm nha. Anh cho nói qua vẫn giải quyết vấn đề đi. Chứ giờ lên đơn ngày 3 like 3 chết rồi mai mốt tới vàng 610 chuẩn bị đầu cổ của sừ hết trơn. Mai mốt rồi thấy ai mở chuộng chẳng là nhân viên em không nói nghe mấy chị. Nhà nó không mặc đồ đó mấy chị. À, rồi chút đơn em dậy chốt dây nha chị yêu xinh đẹp Châu Tú. Dạ. Dòng đính hay gì chị yêu? Bà để chữ dòng lon mình không có dấu cái đọc cũng giật mình. Chị Nguyễn Thu. Bà để không để dấu cái bà để dòng lon cái cũng giật mình. Rồi chốt với chị yêu Cẩm Tú 31.900 sale. Là không kịp mấy chị em bà thông cảm nha. Nhiều khi em cũng la nó cái em cũng làm giọng như em cũng làm giọng giống như là em phải em làm gương làm mẫu. Cô vô hỏi mấy chị hỏi gì đau đầu quá giờ em đi ra mấy chị ơi. Làm gì làm vậy biết anh bốc vậy biết không nổi. Dòng bên đây phải dòng đinh. Đủ ni tai 48505254. Rồi dòng bên đây là dòng hộp 22.450.000. Dây đăng đeo. À, rồi ok chị đây. Em sẽ cho chị coi. Đây. Mắc cười lắm. Ống vali rủi nha mấy chị. À, hàng hiệu cao cấp giùm em chút cho tình yêu Nguyễn Thu. Nhẫn nhiêu 12.300.000 viên ơi. Cứ nhớ nha. Buổi sáng 610 mà bây giờ chưa có giàu lắm. Nếu mà đủ giàu, đủ lực like mỗi ngày 610 và buổi sáng 10 giờ 9:30. Còn không là mấy chị 357 nha chị yêu xinh đẹp. Rồi chúc đơn em 14 triệu 123 chị Nguyễn Thị. Sao cho 1.2 triệu. Rồi chúc đơn em 123 triệu 2. Dòng đinh gãy có hàng được không? Không, bọng hàng cũng được. Đổi khác đeo đi đồ Remy. Đeo đồ gãy hàng xui lắm. Đổi cái mới đeo nha. Có thằng chồng của mình ví dụ như lỡ nó hư thúi thì nó bà gán lóng nước như tía tôi nói á. Thằng chồng giống như luôn nước vậy mấy chị. Nó nổi cặn lên cái bà lấy cục phèn bà lóng xuống cái bà xài. Dạ. Chứ giờ nhiều khi mấy bà đi đến cuộc tình mới nha, mới nha 6 tháng hạnh phúc nghe. Em yêu anh yêu đồ. Tháng thứ 7 nó quýnh con mắt nâu hết trơn mấy đường đâu gờ nghe mấy chị. Cho nên là nó hơi bị hên xui. Còn bây giờ ví dụ như chồng mấy bà nào mà có hơi ấy đó tí em nói, thằng chồng của mình thì bà giống như là mấy bà ví dụ lỡ nó có cặn nó có lăng quăng rồi đó, hai bà gán lấy cục phèn lóng nước lại xài. Nói gì mấy chị xinh đẹp. Đặt trên like lại lấy khỏi ship được không? Được Thi Thi. Ồ đẹp gái hình hình thiệt, cái hình hình giả mà đẹp chứ hả? Đây rồi chúc đơm em Nguyễn Thị. Dòng đinh thôi ơ. Con chồng mấy bà đổi không được thì mấy bà gán mấy bà xài đi. Còn vàng dòng cái gì mấy bà đổi được giùm em. Giống như ngày xưa mấy chị biết không, em mặc đồ trắng đen không mấy chị. Dạ mặc đồ trắng đen không mặc cái cũng buồn đó mấy chị. Sáng ra hai con mắt nó chụp bụp. Nó nói trời Phật ơi có gì đâu khóc. Mặc đồ trắng đen không cuộc đời nó cũng buồn. Giờ vui vẻ mấy chị, đồ mà tôi nói nha. Bây giờ những cái màu mà vàng chanh tôi suy nghĩ là cuộc đời tôi không bao giờ mang vô được mà tôi vẫn mua nha. Tôi vẫn mua đôi dép màu vàng chanh nghe mấy chị. Tôi vậy đó. Dòng như bạn già, dòng 22.450.000 bạn già. Thả tim tôi bạn già. Rồi em chối chị Nguyễn Trà My. Hân đó con, bạn già là bạn thân đó. Trời ơi, mẹ nhiều bạn già lắm. Tiệm khác đang coi vô like chị kìa, không xa tính hà. Dạ, anh em đồng nghiệp với nhau. À, mình chia sẻ kinh nghiệm, ai thấy giỏi thì mình hay. Tại vì người ta giàu lên hoặc là người ta hoặc là người ta làm tốt thì người ta cũng nuôi nhân viên đó mấy chị. Đó là cái chuyện, đó là chuyện bình thường không? Rất là bình thường, trong đến 14.500.000. Em cũng nhiều khi cũng đi lén lén coi mà mấy hôm gài lưu bu quá, nửa tháng nào có đi coi. Nửa tháng nào có đi coi. Chưa. 12.300.000 là này. Kệ mày đi qua bên Diễm, chân Diễm tao mua mày về kìa. Cho nó để cái xài chú chiên một trước cho bác đen thui á. Chứ giờ về bển này về Diễm lại lấy nguyên sẹp sò có cho mày để ngoài trước mày bác. Đúng không? Diễm đâu mua mày kìa. Mua mày tao bán. Đây nè. Rồi chút rồi em dây đi ý đó chứ yêu Châu Cẩm Tú ơi. Ý đẹp như sòn. Rồi bông tai em có 5 đôi à. Trời ơi, cạc tia. Cạc tia từ mẫu sòn 29.500.000 em order qua anh đây. Dòng đinh có cắt được không? Ồ con đi nhỏ mà cắt làm chi? Gái. Con đi nhỏ mà cục vàng. Rồi em sale cho 1.3 triệu em có 5 đôi 5.500.000. Đẹp không thua gì sòn, che luôn cái tay rộng rách, đeo bao không thú lỗ tai, thoáng mắt sân vườn nha. Rồi chốt đơn 5 đôi, sale giá 1.3 triệu 5.500.000.
Linh Chi Bùi hả? Dạ à, có chị, coi chút xíu em lên nè, dòng nè, dòng linh hộp nè, em có chiếc trắng chiếc hồng này 52 chị, em lỗ 33 triệu luôn á, em làm em bà thôi chứ em có làm con bà được, mà em lỗ 33 triệu thiệt, không lỗ 33 triệu con chị luôn, con chị luôn, thật sự luôn. Em bán cái dòng sò em lỗ 33 triệu 800 ngàn, 33 triệu 500 ngàn đó chị coi, mà em lỗ em vẫn cười đó cha nội, tội nghiệp em, bảo không cho em thêm thôi tội nghiệp. Tại tấm bự á chị, bên hông nó tấm 2.4 ly 2.5 ly, ở trên nó tấm 3 ly 3 ly 1 chứ không phải tấm nhỏ. 5 đôi chốt đơn, nhẫn đang đeo mấy chị, không phải sòn đâu nha, không phải sòn 400-500 triệu đâu nha, ý 12.300 triệu. À ok các em, à, cho chị yêu Cẩm Tú coi 31.900 dây của mẹ đeo. Ồ cái đầu bữa nay nghe gào miếng miếng, ông nội dơ rồi, 5.500 triệu. Rồi Nguyễn Nguyễn nè, Thí Đồng Kiều giùm em nè, hồi chưa nha, cái nít kia đó, cái nít đó đó, hồi chưa định chặn nó rồi đó, từ đợt dịch tới giờ nó hành hạ em hoài, khi vợ lên làm với giọng nó thương em dữ lắm á, đi cà khịa nó đem người nào người này kia, kệ đi chứ trời Phật ơi, ở đâu ra không biết nữa. Có nhiều em thương em mà em nói trời mấy em ơi thương chị đừng có nói chị nghe cái gì trơn, ai nói gì tầm bậy tầm bạ thì tội, hơi đâu mà nói vô nó ra làm gì, để cái đầu cho nó khỏe. Rồi chốt đơn, ê cái chị Mai Quách ha, đú vô bà đi chị Mai Quách chưa, chị ơi, chị cái dòng mà bà đợi em xíu, em đang livestream mà chút xíu em điện lại cho chị nghe, cục vàng ơi cục vàng, để mất công người ta giận em. À dạ bữa nay có lai lắc không ai, dạ có rồi em chú ơi, chị yêu vú vú chị điện, vú vú chị điện em liên tục này, vú tội nghiệp em mất công để chị buồn em vú ơi, nói em đang like rồi cái dòng đó chị lỡ ngày mốt em về rồi đi luôn vú ơi. Duyên ơi mày hối cái dòng mà gắn 38.50-52 chị đi Duyên. À, dòng đó chị đặt rồi đó, nói chế tôi lỗi bạn, tôi xin lỗi chế đi mẹ ơi. Dạ hai ngày nó có rồi, nó chế hai ngày nó có rồi, kêu chế thương tao mày ơi. Rồi hết chân bông 5.500.000 rồi cả nhà, nhẫn 12.300 còn 2 chiếc nha. Dạ bao xe 2 triệu hả, bớt 500 thôi, bà đi xe Honda được không chị, bà đi xe hơi nữa rồi, đi xe hơi nữa rồi, à, đi xe Honda giùm em đi. À, nhà châm dách lá rồi 12.300 em sell, dây đang đeo em hết trơn rồi, bông tai 5.500 nè, chú tình yêu Nguyễn Nguyễn luôn nè, cục viền ơi chốt thẳng luôn nè, 12.300 giùm em còn 2 con, 1, 2, 3 còn 2 con. Rồi dòng này em xả 1.350.000 giùm em, 50-52 đeo dừa em sell giá 1.350.000, dòng đinh hột y chang cái dòng sòn nha mấy chị, y chang cái dòng sòn 60-70 triệu nha. Rồi 12.300 nè mấy chị, đẹp chưa, dạ nó giống nhau xin xin ơi, có người ta kêu vàng 10, có nhiều kêu ta vàng 4 số 9. Dạ đây, à có người kêu bằng bé đẹp, có người kêu bằng bé dinh, cũng là một nha, đúng mà em đẹp thiệt mà mấy chị. À đây 12.300 sao đinh 54 mới chế màu hồng 54 nè, đưa đi con ơi, định đi qua hậu rồi không kêu đi qua Hàn Quốc thi, mà chắc cuộc thi đó chắc em phải mua chứ, cái tướng em 1m53 là qua hậu gì trời. À, rồi màu trắng nè, màu trắng đi 50 nè, 52 nè, 54 là màu hồng bạn già ơi. Có kêu mấy chị mà tôi không có thời gian đâu, mà tôi đi thi hoa hậu nữa, cái tôi phải tốn tiền tầm lâm nè, 14.970.000, 14.970, 1, 2, 3 đi 17 không có, trắng chú ơi chen che di, ồ chen che di này dễ thương lắm mấy chị, dễ thương không mấy em định luôn mấy chị, chưa biết mặt bán ngoài sao. À, rồi tôi hết trơn nè, chú ơi chen che di dễ thương, tôi khen dễ thương, từ đợt dịch tới giờ dịch làm chuyện tào lao lắm. 1, 2, 3 hết rồi, em còn màu hồng nè, màu hồng 52, 54 rồi, màu hồng chốt đơn 16.200. Chế Lê Phương ơi, Phương Lê ơi, đây 52, 54 khóa tháo đây giúp em chứ. À, đây à, xuất sắc luôn em, rồi lên chốt 16.200 rồi, em chốt chai đây, tạm lưng trước chế Phương Lê nè. À, bởi vì mấy chị phải nhanh mới được, mấy chị phải nhanh. Lắc tay em có lắc tay, 3 cái lắc tay rồi, chốt cho Phạm Luân Hồng có rồi hả chứ đó, rồi chốt 162 rồi lên, ok hết nha gái ơi, cảm ơn chú Phạm Luân nha. À, cả gia đình em tập thể em cảm ơn. Rồi lắc tay em có số lượng 3, Đặng Kim em đây đang tìm màu trắng ha. À, màu trắng em đang đặt về để ai em về ô dây chuyền ha, đầm dí của ai chuyển tiền chưa, trắng chiến sao chút xíu à, gửi hình vào cho cô đi, coi nào cô đặt dòng trắng hay không. Ồ tôi sửa đó, đâu có họ nào sửa hình tôi đâu,
Ê con ơi, sao mày không vô trả lời cô Thúy Lư vậy con? Trời ơi, cô dặn cô mua chỗ khác thôi kìa. Có ai chụp hình cho cô chưa? Rồi báo giá cho cô đi. Tôi tự kéo đó đâu, có ông thợ nào kéo tôi đâu, tôi kéo cỡ mét 75. Em kéo cỡ mét 75. Rồi bông này em có 3 hồng 3 trắng nè mấy chị. Nhẫn trà nồi đẹp lắm, y chang như sờn luôn, vàng hồng. Một mình em cả, em đăng cai trên cõi này, em có 3. Giá hàng sale là vào ngày mai. Em có nghĩa là em sẽ like số lượng, rồi like họ lẻ, like không có số lượng vào ngày mai. Đó. Rồi em chốt đơn cho 1350. À, hàng là hàng siêu đỉnh đó, 1350, 3g 17. Em có 5 em, chốt đơn em 4.3 triệu. Đẹp dữ lắm mấy chị ơi. Dùng một chữ, hai chữ, xích sắc. Rồi đi số 10, số 11, số 12, số 13, số 14, lên đơn. Em tự kéo đó chứ có con thợ nào kéo em đâu. Em tự chỉnh mình lên nè. Em kéo, vô có chỗ hình kim kéo tỉnh bờ. Rồi hồng bùi, nguyễn tiền. Dạ, trắng không, à, trắng không có, bông tai này em có 3 nè mấy chị. Em chốt chân 1.350.000. Dây em đang đeo là 31.900.000. Nè, đẹp chưa? Chờ nồi nha. Rồi bông tay Gucci em có mà 3 đôi. Em có 3 đôi trắng, 3 đôi hồng. Dòng đinh em về được 5 con dòng đinh. Chân này nọ ra cho đẹp nha. Ngôi sao về được chục đôi ngôi sao. Rồi, lên luôn mà em, si trắng được không? Không. À, đeo đai nhẫn nó màu bài lắm cục vàng ơi. Nhân viên à. Dòng chốt 23 năm chứ còn em đơn giá nữa chứ, tại nhiều khi tùy trọng lượng nặng nhẹ chứ. Nhiều khi có chiếc nó nặng có chiếc nó nhẹ. Chứ cầu đơn giá giúp em, nó tính đơn giá giống như giá like không? Cục vàng. Chứ nghe cầu là em đơn giá được cục vàng, tại nhiều khi nặng nhẹ. Ví dụ như lỡ mà nó nhiều hơn mà đơn giá nó lệch á thì là sai. Còn nó nhiều hơn mà đơn giá nó đúng á là tại nhiều khi trọng lượng mỗi cái nặng khác nhau á chứ. Rồi Thiên Phúc Tù 62 4.3 triệu, Nguyễn 4.3 triệu, Lan Hương 4.3 triệu. À, rồi chốt giùm em 43. Rồi chốt 43. Rồi ok, bé Vinh hết. Dạ 1350, Hồng Mùi 43, Nguyễn Tiện 43, bé Vinh hết nha. Ok gái, rồi chốt hết. Rồi Nguyễn Tiện 43. Dạ, à, một ngày em lên số lượng, ngày em lên không có số lượng kìa cả nha. Đồ không có số lượng em sẽ sale cực đậm sau. Đồ không có số lượng là em bán 5 còn 1 em xả luôn. Với lại đồ khách đổi đồ, mà đồ khách đổi đồ đẹp như đồ mới 100% mới để nha. Còn không là nấu hết đây cả nhà, một tuần nấu 200-300 lượng là bình thường nha mấy chị. Nấu cả đó đó. Rồi em chốt cho đôi này luôn mấy chị, hàng VIP đường kính ngang 30, mẫu đẹp. Em có 3 đôi, 7.020.000. 7020, bông bi tôi có 18, mà lấy 18 xi trắng. À, rồi ok, bớt chế cho ông ơi. Sao rồi con hả? Dạ con. Nhìn cô như Việt Kiều, còn đẹp hơn Việt Kiều. Con ơi, hai nhẫn của cô Thúy Lư là con đưa đây cô bán giá like cho con. Dạ chị. Ờ, Thu nó đẻ rồi, giữ con rồi, về làm. Với lại Thu giờ có công chuyện cũng làm tốt quá mấy chị. Dạ, cho nên là không còn đi làm nữa. Dạ, đẻ rồi, đẻ là bắt đầu là không còn lính mấy chị ơi. Đứa nào cũng được mà, mấy đứa này nó khùng hơn mấy đứa trước. Mấy đứa trước thì nó nhiệt hơn. Con này khùng hơn. Thôi kệ thương em đi, bà mua đồ em, bà không suy nghĩ em, bà suy nghĩ lính em, mắc cười quá. Mắc cười quá. 7.020.000 nhầm em. 7020 chứ không cảm nha. 7020. À, dạ nó tưởng cho chúc hành đó. Tưởng cho chúc hành đó. Ok. Lấy luôn phải không con ơi? Lấy vàng 18610 chơi cho kho đồ chơi đi, kho đồ chơi đi si trắng con ơi. Rồi con ơi, à chứ dân ngô con ơi, tao mua like mày ơi. 1250 gam rồi ok, chế đem kia nó bớt lại chế nha, mua hình cao hơn chút. Rồi bông tai 7.020.000. Trời đẹp giả mang chưa, tôi đeo đôi đó, bán hai đôi à, bữa nay đồ đeo không à, từ giờ đeo tôi giờ biết nhiêu món rồi đó mấy chị. Xuất sắc chứ, mấy bà cũng đeo xây cái hộp ra ngoài vẫn được, muốn xây ra vẫn được, muốn xây vô cũng được, muốn xây đâu xây. Em cũng đeo đôi luôn, nó modern dễ sợ chứ đâu cần đeo sòn bạc trăm bạc tỷ, bạc trăm triệu đồ đâu, bạc dài trăm triệu đâu. Như vậy mấy chị vẫn trẻ vẫn đẹp, mà nhiều khi á mấy chị biết không, mình đeo đi đâu chơi nó, mấy chị nên đeo này. Còn mấy chị đi đám đi tiệc đi làm xui đi làm ơ đám cưới đám mơ thì hả, quên sòn vô. 7020 chốt cho xui lựu đạn tôi. Rồi, rồi chốt em Nguyễn Hằng. 702, rồi em chốt cho 1350. Và bữa ngoài Phú Quốc em không có để đơn giá đó, cho nên nó hơi lu bu nha. Rồi bông tai nè, chị có lấy luôn nè, chị gái em xinh đẹp. 702, rồi chốt. Lên chốt giúp em 7020. Rồi căng cái trang nó cho màu bán luôn đi màu, tôi nghiệp tao màu. Thế màu. À, ok lên vàng hồng đi chứ, coi có vàng hồng nè em. Chuyện đôi vàng hồng luôn.
À đây, em đoan hồng nữa em đeo. Mình phải đừng có lỗi với bản thân mình chứ mấy chị. Em mua cái lắc khỏe 22 còn không chế ha. Cái lắc khỏe là lắc gì ta? Rồi cho mình Vinh là 6.925.000. 6.925. Bao đẹp luôn mà em, 6.925.000. Em có hai đôi, tại em đem đôi mấy chị đem lên tay cực kỳ mua đây. Mấy chị muốn xây cái bề hột vô trong cũng được nha. Ai muốn xây cái nào xây luôn mà em. Rồi 6.925. Phạm Nhi, Lan Ngọc Diễm nha. Rồi hết. Chị Thúy Trần hả chị? Ok chị yêu, để em coi là gì nha chị yêu xinh đẹp. À, có chuyển cọc với chú Thúy Trần nha con ơi. Dạ em cảm ơn. Chế em vừa đắng vừa so em nè. Chế em nói với em là lên live bán làm gì mà không có hàng. À, xin vui lòng trả tiền cọc. À, chúc tiệm luôn may mắn. Ok chế. Dạ thông cảm nha chế, tại đông biêu nha chế, không có chu đáo. Dạ, dạ giống như con mà đẻ ra nhiều quá vậy đó. Để hai ba đứa là làm nó nhanh. Rồi khoen lắc khoen á chêu. Còn cục cưng ơi, Quỳnh Diễm My, lắc khoen lặt đó còn mùi ơi. Còn nha. Em nói là bên quầy màu giùm chị nha. Quầy màu có đơn. Coi chị yêu Tracy Thúy Trần thì có vị khách của Vũ không nè. Cảm ơn cục cưng. Rồi lên đây em 1350. Rồi nhẫn này em chỉ có 5 con thôi. Hàng siêu đẹp, hàng đặc biệt nha. Cái này em đặt từ trong Tết hôm nay, hàng mới về lại lần này, mới chơi về lần thứ hai. Nhất cái nách chưa mấy chị gái. Chủ hộp cao cấp luôn mà em 6.5 ly. Coi chiêu tích tròn giùm Vinh đi. Mấy cục vàng ơi, mấy cục vàng, cục ngọc cũng kim cương. Em sale cho 1.2 triệu thôi. Em có 5 con hàng VIP. Dạ ngày mai 10 giờ mấy chị. 7.720.000. 7.720.000 nhà mai em nhận nữ hoàng. Mấy chị đem ngón văn, ngón giữa, ngón trỏ thì cũng được hết nè. Quá trời dễ thương, không có 7 em thôi. 7.720.000. 7.720.000. Nhất nắp chưa? 7.72 lên 5 con. À, dây mì bữa nay không có. Nè muốn đeo dăm giữa cũng được luôn mà em hết. Nhà chị nhiều khi đổi mẫu cũng không ai muốn trừ tiền nữa mấy chị. Mà cái vụ mà đổi mẫu mấy hôm chị trừ tiền á là mấy chị sẽ đổi suốt, em làm bill không kịp nha chị. Cho nên ví dụ như chị chịu thì mình lấy. Em vẫn có nói trên like. À, em chốt like mấy chị là không công bằng. Em cũng vẫn nói như thường mà chứ đâu phải là em không nói đâu. Thí dụ em vẫn nói chị, mấy chị đổi mẫu thì mấy chị sẽ lỗ 500.000. À, vì em bán giá like, giá sale, đồ em số lượng không có nhiều. Còn mấy chị chốt mà lỡ không có hàng thì cho em trả tiền cọc. Em vẫn nói như vậy luôn mà. Trên live em vẫn nói như vậy luôn. Chứ không phải là em sẽ giấu giếm mấy chị gì hết. Em nói em đối xử với mấy chị không công bằng. Mà cuộc đời đa số là nó sẽ không công bằng vậy. Thí dụ như mấy chị chơi giống như là chơi vui vẻ. Được thì chốt, không được thì thôi. Ví dụ như chị thương thì chị ủng hộ. Chốt có thì lấy, còn đổi mẫu là sẽ lỗ 500. Còn không có em trả tiền y lại vậy. Em vẫn nói trên like vậy luôn mà cục diện, chứ đâu phải là em không nói đâu. Like nào, cách 1 like, 2 like là em vẫn có nói vậy luôn đó chị yêu. À, cho nên là chị khỏi phải bức rứt bực bội gì hết. Ai cũng biết em làm gì hết cục diện ơi. Nha. À, rồi chốt giùm em luôn em Bích Ngọc. Rồi mượn nợ đi Duyên ơi, mẫu ơi. Dạ mượn nợ giùm chị đi cưng ơi, đang bức rứt dữ lắm rồi, tội nghiệp tao. Rồi Trang Phạm giúp em 772. Vẫn có nói gì mà cái mấy chị. Ví dụ mấy chị chịu thì mấy chị chốt, không chịu thôi không sao hết nha. Rồi ơi tình yêu Ngọc Lê 772. Ok gái em hết. Trời chị đẩy tự giờ luôn á. Chị chúc tao may mắn nhưng mà chị kêu chị ghim thôi. Dạ. Em cũng nói mấy chị mà vô thì nó nhanh, mà ra thì mấy chị phải đợi cho kế toán nó duyệt lại có tiền không. Chứ đâu phải là muốn duyệt là duyệt đâu. Tại vì nhân viên em là bây giờ là nhân viên lạ không à. Chứ không phải là kiểu như nhân viên trong gia đình. Phải duyệt có mấy cục cưng, cho nên mấy cục cưng thông cảm nha. À, 7.720 ok hết. Xe cho giá 1.2 triệu. Chị đẩy vô rồi đó mấy mẫu yêu. Em xe cho giá 1.3 triệu, em về được 1 chục đôi. Rồi ok Lăng Ngọc Diễm 772. Đồ không có nhiều số lượng, mấy chị cũng thông cảm đi. Chứ giờ đâu phải giống như quần áo mà về cái 100 bộ, 200 bộ đâu. Nó có 1 món, 2 món, 3 món là dữ lắm, nó có 5 món à. Nha mấy chị. À, rồi chúc đơn bông tai, em xe cho giá 1.3 triệu. 2.800.000 dùm em. Cho chị mượn nợ của cưng đi, nữa tao trả lại cho. Kiểu gì nè, thôi thông cảm giùm tôi đi mấy bà. Ngôi sao này là ngôi sao đích bạc đó mấy bà ơi. Coi chiếc huyền bi luôn đi con yêu. Chơi bực bội bà nổi giận lên rồi. Trời ơi tội nghiệp tao đi mấy nhân viên ơi, thương chị đi. Còn mấy chế thông cảm giúp em đi mấy chế ơi.
có chút xíu à, phụ nữ mình cứ dễ thương nhỏ nhẹ cho đẹp, chứ hơi đầu bực hoài mệt lắm. Cuộc sống mà bực hoài mệt lắm. Giống như em nè, cứ lúc nào cũng vui vẻ, dù có chết bể cái đầu vẫn vui vẻ. Ok chứ Su Su, em nghe nè chứ Nguyên ơi. Dạ chứ Nguyên, nhưng mà cái giọng đó chứ đeo dừa không à. Ok tình yêu Út Mai, món sao đó đích bật cục cưng ơi, không có đích đẩy. Đích đẩy mà loại bự, vài bữa nay em mới về. Nghe cái loại mà hỏi em like ở trên Phú Quốc 3.8 triệu á. Số lượng không có nhiều mấy chị ơi, đồ về ít lắm đó, chứ phải như quần áo nhiều nhiều tôi bán cho nó đã. Vậy là nó cũng mắc quá mấy bà ơi, nhiều khi mà đặt nhập về nhiều mà lỡ bị tồn, nó tồn vậy lắm, thành ra nó chỉ có 2-3 năm thôi. Mà đồ đặc biệt nó cũng không có nhiều nữa mấy chị ơi. Cho nên giống như mình có duyên với nhau đi, có duyên thì mình mua hàng nhau, không có duyên thôi nghe cả nhà, không sao cả nhà. Dạ ok chị Hồng Liên. Ủa ai vậy ơi, cái dây chữ B hổng gà con chụp chung với cái gì đó con? Dạ còn không? Còn bên Thảo. Dây chữ B bên Thảo còn ai? Bên Thảo phải không? Có Bích Phương ơi, có rồi cưng. Chị chốt xe cho giá 1250 nha. Rồi đưa dây chi, đưa dây chữ B cho tình yêu Nguyễn Thị Bích Phương đi con ơi. Dây B, dạ rồi. Ok gái. Ok cục cưng Nhất Uyên nha, trời nhớ chuyện với Hương nha. Nhà thì cũng có nhiều chị hơi bực, cũng có nhiều chị rất là dễ thương. Ok coi liền. Rồi ok tình yêu Panda Ngọc, rồi một chục đôi hết sạch nha cả nhà, xe có 1.3 triệu thôi. Có bông mẫu trái táo ha, cục vàng có hình nông, trái táo vinh không có mùi ơi. Apple đúng không? Rồi sạch như thế này. Dây chữ H nhỏ ha, hổm em like trên kia là 7.5 triệu. Tôi năn nỉ không đó mấy chị, không có chịu, mấy chị bức dứt lắm rồi. Coi em Vinh đây, tội nghiệp Vinh. Rồi chút đó làm em 2.8 triệu, sale giá 1.3 triệu. Rồi ok lên. Rồi mấy chị gái bông tay này em về mấy chị chốt được nhiều nè. Em về được 12 đôi đúng chục quýt luôn mà em. 18 ngày mai like cục cưng. Có mặt phật không hả mùi? Có mùi ơi. Em có đúng 10 đôi 12 đôi. Đẹp lắm mấy chị. Hộp 4 ly 4.5 ly bông mai. 4 ly 4.5 ly bông mai to đùng luôn em, 10 đôi 12 đôi. Dạ rồi đây em có 10 đôi 12. 10 giờ mình like cục cưng xinh đẹp. Dạ chị à, tiệm nhà An hả? Tiêu tài chính mình ổn. Cảm ơn nghe gái, cảm ơn nhiều. Từ từ sẽ ổn, với lại năm nay kinh tế khó đó mấy chị à, năm nay kinh tế hơi khó đó, với lại mấy chị đừng buồn. Nhiều khi à, những có cái năm á mình tiền mình ra mà cái mạng mình giữ được, thành ra mấy chị đừng buồn gì hết. Ví dụ như nó còn của, mấy chị không? Còn người là còn của à, con người làm mà của cải được, cho nên từ từ sẽ lấy lại được. Cho nên cái miệng tôi hơi lắm, nói cái gì có đó mấy chị yên tâm nha. 2 gam em chốt đơn cho giá 1.250.000, 2.5 triệu, 2.500.000. 10 giờ like tình yêu Hoàng Ngọc ơi. Mặt phật hả muội? Mặt phật giờ tôi trong tủ sắt nè, bây giờ xong cái tôi lấy về bài giờ. Mặt phật có nhiều, mặt sặc đi cô bán trong hình ở bên quầy Thảo đi con. Con kêu chụp quầy Thảo đi à, chụp quầy quầy bán lẻ đi rồi tôi tính giá like cho. Rồi bông tai chốt em có 2.5 triệu thôi mấy chị, em có 1 chục đôi, 1.250.000. Bông ơi sao 2.8 triệu hết rồi nghe các chị. Dạ không có chị thì cũng hơi nóng tính. Thì kệ okay, đúng mấy chị, khách hàng mà cũng sẽ có người, có người sẽ tính nóng với cái người giống như là Quan Công. Dạ có người thì như Trương Phi. Dạ có người thì tĩnh lặng ha à, cỡ nào cũng vậy, kệ đi mấy chị không sao. Rồi 2.500.000 em chốt đơn. Ừ tôi chốt cho bà giá đó đó, cục vàng 1.250 đó. Tôi ghi cho bà đó 1.250.000. Rồi chốt. Tại hàng không có nhiều mấy chị, với lại mấy chị thấy đó, em bán á. Tới ngày mai mà chủ nhật em lên đồ bơm cho mấy chị coi, bơm nhiều lắm. À, nhiều khi không phải tự nhiên em chốt 2-3 người đâu, mà tại bé Vinh bị bơm nhiều quá, bé Vinh mới chốt 2-3 người đó mấy chị. Nó thiệt luôn cho mấy chị nghe. Hồi xưa còn không dám nói, sợ mấy tiệm vàng khác người ta coi livestream của mình. Ừ trời ơi nhỏ này nó chốt được xong nó bị bơm à, sợ người ta cười mấy chị không dám nói. Nhưng mà giờ nói luôn mấy chị ơi, bị bơm cũng nhiều lắm á trời. Ok tình yêu Bích Ngọc, ok tình yêu Nguyễn Thị Điệp. Rồi bé Vinh hết bông 2.5 triệu nha. Rồi em sạch sành xanh mẫu này, 1 chục đôi 12 đôi. Rồi ok chốt đơn. Dạ bơm lỗ 1 triệu mà chứ không mắc hết cọc đâu. Bơm lỗ 1 triệu mà cục cưng, xả mẫu là lỗ 500.000. Chứ đồ sale chỗ khác đâu được đổi mẫu đâu mấy chị. Dạ còn chỗ khác mấy chị đặt cọc mà không mua lỗ hết cọc, em đâu có dám lấy hết đâu trời. À chứ mấy chị mà tính đi mà đổi mẫu mà không lỗ ngàn nào mấy chị đổi khùng luôn. Đổi em khùng luôn, em làm bill không biết chừng nào mới xong. Năm nay mà tới Thanh Minh năm sau chưa xong nữa đó. Rồi chốt đơn em 2.5 triệu sạch. Ok 1, 2, 5. Dạ nhẫn hơi mệt hả cục cưng. Ok tình yêu Nga Lê. Rồi chúc làm em Thúy Vân Quỳnh giùm em mã 25. Rồi xong với Vinh hết. Em lên nhẫn nghe muội. Ok tình yêu Nga, Vinh coi liền cho Nga nha. Bông trời nào nhỏ, nhẫn đặc biệt em về rồi.
dòng đinh, vàng hồng. Em về rồi, em chốt với chị luôn từ 50, 52, 54. 48 đây vẫn được luôn. À, ok, Nhất Quyên nha. Ờ, nói chuyện gì mà dễ thương dữ vậy cha. À, và 13 triệu 200. Đó, mấy chị dùng những cái lời tốt đẹp, lời nhẹ nhàng. Người khác mà đem đến hạnh phúc cho người khác, mấy chị cũng sẽ có phước. Phước nó vô hình là mấy chị không thấy đó. Và mình đem các gói khó khăn cho người khác, mình chửi mắng người khác là cũng sẽ không có phước bằng những cái người ta nói những lời nhẹ nhàng. Rồi chúc đơn 2 triệu rưỡi, ok, tình yêu Trinh Lê 13 triệu 200. Và chị xã 9 triệu mốt phải không? 10 triệu 800 em hết rồi cục diện ơi. Em sợ 10 triệu 800 em không đủ chơi với chị. Game đang đeo là ống đinh 3 ly rưỡi mùi. Đi 50, 52, 54 chốt 13 triệu 200. Về được 6 con. Xeo cho 1 triệu 3 luôn. 13 triệu 200 xeo cho 1 triệu 3. Ống 3 ly rưỡi mùi. 50, 52, 54, 55 đeo được. 50, 52, 54, 55 đeo được. Rồi bông tai chờ nồi loại nhỏ em xeo cho 1 triệu. 1 triệu 3. Em về được 5 con này trong bọc nè. Ồ đẹp mấy chị ơi. Có 5 em thôi. À, Dia ghét trò nồi đụng hàng bé đền. À, xeo cho 1 triệu 3 nha. 5 đôi dẫn vậy. Rồi chốt đơn em 3 triệu 6. Ống 3 ly rưỡi chế. Ống 35. Ống 35. Rồi bông tai 36. 5 đôi. Dây 31 triệu 900 chuyển chưa con em ơi. 31 triệu 900 sell giá 1 triệu 3. Đó, mà rất là đẹp, không có thua gì sao. À, 31 triệu 900 sell 1 triệu 3 mụi ơi. Dòng đinh đang đeo là 13 triệu 200 sell 1 triệu 3. 1313. Rồi bông tai hết nha. Nguyễn Hằng, Jessica, Linh, ăn bé cưới, Phương Lê, Bùi Thanh Tiền, Nancy, Vivian, Nguyễn, sạch. Ok hết. Đó mấy chị, em làm nhanh vậy mà em còn bán không kịp đó, bà thông cảm đi. Nhiều khi chốt xong mà không có đồ cái mấy chị la quá. À, mà tới lúc bị bơm ai đâu hiểu, không cảm giúp em nha. Em có nó sẵn trên like nghe mấy chị. Ví dụ như mà được thì mình chốt, còn dù mấy chị mà chị nào mà khó tánh quá lỡ chốt xong mà không có hàng mà mấy chị sẽ bực nữa gì đó, mấy chị đừng chốt không sao nha. Còn ví dụ như chịu đâu ở nhà có số lượng em đặt lại được thì em đặt cho đợi về, còn không thì đổi qua món khác, còn không em trả tiền y cọc lại nha. Nhưng mà dứt khoát đổi mẫu là lỗ 500.000, chịu vậy thì chốt, không chịu thì thôi nha cả nhà. Chứ để mất công rồi mất cho mấy chị nặng nhẹ không, tội nghiệp em. À, với lại chuyển vô nhanh việc ra lâu lắm, tại phải kế toán việc từ lưa ba khía hết trơn á, nó qua nhiều quận lắm nội ơi. À, vô nha, vô dễ ra khó đó. À, rồi tình yêu Diêm Truân giùm em. Nhưng mà gì mẫu thôi, không gà em không có gì được cọc cho nhanh đi cưng. Để mà không có hàng người ta đã bực bội rồi mà em còn lâu tiền người ta nữa, người ta la chị đúng rồi. Ví dụ không có hàng việc nhanh nhanh làm sao bỏ bớt một vài nước ra được không? Mày đi đúng nước kiểu này mấy chị chữ tao ly điên khùng ba lơn luôn nè. Có bỏ bớt một hai cái giai đoạn nào được không? Chặt bỏ giai đoạn được không? Giống như clip mình gáp cái cốt cốt khác gì đó. Thì bây giờ mày làm giùm tao đi ba ơi, chứ giờ người ta chữ đúc rồi. Đâu có giáp gì chứ ba, chuyển người ta thì nhanh mà chuyển cho ba nhanh ba đồ ba không có, ba còn lâu chuyển lại nữa. Gặp tao tao cũng la. Thiệt sự mà thôi tội nghiệp em mấy chị tại nhân viên nè. Mấy chị đi nữa em đưa mấy cái hình thẻ tụi nó lên cái gì bà đọc tên mấy bà chữ nó em đi, không phải em đâu. Rồi em có 10 đôi. Trời ơi chu cha mờ ơi, phơm này là phơm bản lớn hàng đặc biệt. Và bé nào đặt là cái vỏ vòng đặt vỏ 105 triệu gì Quyên ơi. Quyên yêu thương. Với lại mấy em coi sao mấy em chiều chiều khách mấy em ơi. À, làm sao cho chiều chiều người ta lại đây, người ta có một cái gì đó nó thao thức thủng nhớ. Ừ, ta nhớ đến cái tên của mình nha. Để mấy em lại, em không nhớ tên em hết trơn trời. À, rồi để má sao tình yêu Mỹ Mỹ đi cục cơm. 319. Làm sao cho mấy chị nhớ tên mình khắc cốt ghi tâm. Ừ, chẳng hạn như Nguyễn Thị Màu. Đồ ví dụ như bé Hằng đồ, bé Nhung đồ. Rồi Dẹo đồ. Rồi cái gì con? Mượn nợ nó gì vậy? Rồi chốt đơm em bông tai 3 triệu 6. Đẹp lắm mấy chị. À, nó ngổn ngang cuộc đời nó đẹp. Còn không em về của em qua luôn đi mấy hà. Em qua luôn đi. Ừ em vô trong luôn đi. Với lại cái mâm em hỏi không trong là mốc chị phạt em nó đó 4 mâm 400. Dạ bà ơi không trong đồ chân chống lỏng. Ở tiệm vàng ta bự vậy mà lại có mấy mốc sao. Khi người ta trong vô không nổi. Rồi cho chụp hình vô cho bán đồ được. Ủa bông này nhiêu quên rồi chưa tính em nội ơi. Trời nội 3 triệu 6 hết trơn rồi. Xin lỗi lộn mấy ba ơi, 1350. Bông này tự giờ chưa lên giá, chốt đơn em 4670. Dạ đinh màu trắng có chứ ơi. Đinh trắng vàng ý không phải sòn đâu nghe chế.
467 form lớn giùm em, 5.4 triệu giá thị trường, em chốt cho 467. 3.6 triệu là đôi chà nồi, từ giờ tôi nói chuyện tào lao tôi lộn mã với ông nội ơi. 467 nè. Rồi. Hồ nó đẹp mấy chị ơi. Mấy chị ơi nó đẹp. Nó nghe mày thương chị không? Trời ơi, dán cái gì mà tao bức không có ga gì trơn, mày kéo kéo ra làm chị. Ờ banh ra làm chị đi. Banh ra đi, banh bẹt ra tao thọt vô. Lấy ra cho dễ. Ờ banh 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 ra đi. Cái gì đâu mà mở cái bọc cả vấn đề trời ơi, không thấy đường. Ờ. Khổ chị không? Với lại cả nhà anh chị làm sao chứ ít ít người mà hiệu quả như chứ chịch mướn hoài chị lo sao nổi công nghiệp chị. À, một người làm 2-3 công chuyện mà cũng phải cho nó chu đáo giùm chị đi nha. Dạ ok tình yêu Phạm Mỹ Tâm. Dạ ok tình yêu Nguyễn Hoài Tâm. Dạ chị yêu Nguyễn Nguyễn 467 chữ B nữa, chú vào 1250 bên Quảng Thảo đó. Chị Si, chị Sally ơi. Em hello chứ Nguyễn Hà. Em chào tình yêu Trang Phạm. Dạ lúc trước dạ tại bill nó cũng đông á, chị làm không kịp đâu, chờ hôm nào nó xúc cái quận trơn mấy chị ơi, nói chung cũng đông, rồi tại tiệm thì cũng đông chứ không phải là nó tụi nó ở không. Dạ ok tình yêu Trâm Phạm dòng 120 á chứ, em đang đeo lợi ý á chứ, dòng sòn hôm qua có 20 đó chứ, dạ em đeo 56 có 54 chứ. À, rồi chút tình yêu gà gán cốc căng, chút tình yêu cu gì chung chung kiên đó, mấy bà bán vốn quá kìa, là chữ cung rồi nè. Rồi Nhi Hồ giùm em 3.6 triệu là bông trà nồi hết trơn chết. Rồi hết trơn nha, qua mẫu nha, có 1 chục đôi hết sạch. Dạ ok lấy trắng con ơi, chút 14.500 đinh trắng cho chị yêu đưa con xem, 1.350 đinh đó con. Rồi chị mai quá. Dạ mấy chị đồng đinh này, mấy chị đi học nhân tạo vẫn được cục cưng ơi, cũng đẹp. Rồi lên. Chứ ơi lỗ tay giày đeo được không á, giày lắm không? Giày cởi chế vẫn đeo được nha, còn giày hơn là không được. Còn dây là không được. Kể cháu làm gọn gọn bia rồi nếu thanh tiền. À, rồi chốt. Hết trơn nha. Rồi em lên nói chuyện Nhẫn nè. Ai hỏi mua nữ hoàng nữ ơ nè, lên em đi. Nãy nhiêu 467 nè. Em đang cho nhân viên bên kia, bên bán lẻ qua bên inbox trả lời tiếp, nó mấy chị ở đây làm không kịp. Rồi em có 5 con. Trời ơi đẹp giả mang chị, mấy chị chủ ở trên là hộp chủ 7.5 ly, 1K75 kim cương nhân tạo. Mấy chị thấy là đẹp như là, ta nói đẹp như những à mé ghi kha. Đang nói tiếng Anh đó nha. Em chốt đơn cái giá 1.250 triệu. Ờ em biết rồi, thôi đừng bán vốn nữa tội nghiệp. Cái đầm này, em bán thôi chị dân này, cái đầm nó không có cộng dây nịch nha. Đầm thì đầm dở, dây nịch thì dây nịch xịn. Dây nịch tự em bói vô, mấy bà về lấy dây nịch là hói nha, 3.5 triệu. 35 chốt đơn. Hết. Em có 5 con à. Đẹp giả mang. 35 chốt. Rồi bông tai. Ai muốn trẻ hơn chồng 13 tuổi bước ra đây. Bông này trẻ hơn chồng 13 tuổi nè. Em có 5 đôi à. Mà đẹp quá trời. Dễ thương lắm mấy chị. Mẹ và bé đeo được nha. Thằng chồng 40 tuổi là mình còn có 27 tuổi nha cả nhà. Rồi chốt cho 1.350 triệu hàng móc máy. Rồi lên giùm em là 3537. Em mua... không nhớ chị ơi, cái khúc này không nhớ rồi. À, mua trên mạng quá, bây giờ hổng gài một tháng nay không có dám mua gì hết mấy chị. Dạ hổng gài một tháng nay không có dám mua gì hết, đồ bây giờ không có tròn chỗ móc chỗ ơ, nó muốn gãy cây hết trơn rồi chồng cho mua nữa. Rồi Lê Như giùm em su su giúp em. À, Lê Như su su. Rồi có 5 con hết nha. Đinh Thị Trang nè, Tiền Nguyễn nè, có 3.5 triệu đó mấy chị. Phương Lê nè. Rồi Nhẫn hết trơn nha cả nhà. Ủa con ơi sao mẹ vô tự giờ mà con không vô vậy? À, có để đơn giá nha. Rồi hết trơn. Rồi bông tai chốt trẻ hơn chồng giùm em nè. Rồi chốt giùm em là 3.7 triệu. 3.7 3.7. Rồi Nhẫn Huyền Mai là cuối cùng nha. Rồi gì vậy gái yêu Nancy Lê, không biết điều gì luôn gái. Rồi em có 6 đôi. Ô mừng quá mấy chị ơi, được 6 đôi, quá trời dễ cưng, đẹp xỉu. Đây nhìn em 3.700.000 giùm em bông tai bao đẹp. Vàng cưới. Vàng cưới mà đi nước ngoài á hả? Đi nước ngoài em sợ gãy quá. Nó dục còn hơn là ngoài cái nắc bấy luôn á chị ạ. Vàng 18 đi được, vàng 24 nó mềm lắm. Rồi 37 chút đơn em có 6 đôi. 1.350 3.7. Cô Linh ơi, cái gì mấy em, cái vụ ấy em hỏi chị Hằng, em hỏi chị ấy nghe con. Có gì mấy chị hỗ trợ bạn này nghe con. Nè, rồi chốt cho Hồng Thấm Nguyễn nè. Dạ
dễ thương chứ mấy chị, trái tay lớn đeo được luôn nha mấy chị, trái tay lớn đeo được luôn nha. Rồi Nguyễn Hồng Thắm, dòng đinh màu hồng có đi 52 có chế Châu Phạm ơi, 13.200.000 sale chân 1.300.000, con vô đinh nha chế yêu Châu Phạm đi con, sale 1.300.000 đinh. Dạ có ni tay 50, 52, 54, em chốt dòng đinh nè. À, rồi vô tình yêu Bùi Thanh Tiền 132 sale giá 1.300.000 nè con, vô đinh hồng nha con. Bùi Thanh Tiền à, chuyển đại 1.000.000 đi, không được em trả lời được không? À, con ơi vô có những cái chế Phương Lê 3.500.000, không được cho trả lời vui vẻ đâu không mấy chị, chứ bây giờ mà không cảm giùm tôi nha. Đinh tình yêu Mỹ Linh nè 13.200.000 sale giá 1.300.000 nè, đi 52 nè. À, rồi chốt giùm em đinh màu hồng nghe con, Lê Mỹ Linh bông tai 3.700.000 mấy chị ơi, bông tai 3.700.000. Rồi những đinh, những đinh hai hàng em về được 4 con. Trời ơi đầu nó có chạm cát đó nghe mấy chị. À, đồ hàng hiệu nè, em sale cho 1.300.000. Rồi chốt giúp em là 5.000.000. Dòng đang đeo bên đây 13.200.000, dòng bên đây 22.450.000, sale giá 1.200.000. Rồi những đinh hàng hiệu em sale giá 1.300.000. Ni số 9, số 10, số 11, số 12. Ni số 9, số 10, số 11, số 12. À, em nghĩ số 11 là maximum, 9, 10, 11 giùm em, 5.000.000 giùm em một con. Dòng cao em không có nghe ơi, cái đó đứt hàng là không gầy giá lâu quá nghe ơi. Rồi Quyên em chốt cho 3.700.000, Quyên. Rồi nhẫn cho em 5.000.000 giá 1.300.000. Ni số 9, số 10, số 11. 9, 10, 11 bản mới. Bông tai 3.700.000. Nhẫn đinh màu hồng chưa có bạn già ơi. Có nhẫn gắn màu hồng hả bạn? Nhẫn gắn màu hồng có. Rồi chốt đơn 3.700.000 là bông nha. Dòng hộp 18.000.000 không dịch. Dòng hộp 22.450.000 chứ Nguyễn Hồng ơi. 5.000.000 sale cho 1.300.000. Dòng hộp đang đeo đặt được Quỳnh Như ơi. Đồ số lượng đặt được. Rồi 5.000.000 chốt tình yêu Phạm Luân sale 1.300.000. 5.000.000 là nhẫn đinh nha con. Chốt hàng có tin nhắn đẩy đúng hình giúp em cả nha. Chốt hàng có tin nhắn đẩy đúng hình, sai hình báo em. Rồi chốt đơn hết. À, dòng đinh ốc ha. Đinh ốc đang đặt về. Châu ơi hết rồi Châu ơi. Châu ơi hết rồi. Bông tay 33.700.000 mấy chị ơi. Ờ, chứ bây giờ cái mã men đó Vinh chưa đặt được đó nha. Nghe ơi, mã men đó Vinh chưa đặt được. À, rồi bông tay 37. Quá trời dễ thương. À, à, Thảo Thảo, chị nhớ dòng hơi mệt màu cam cưng có đó Thảo. Cưng coi là cũng đang giữ đi mấy đó Thảo. Đổi lỗ 10 bán lỗ 20 trong vòng 3-30 ngày. 3-30 ngày 15-25 nha. Rồi chốt em 3.700.000. Lên. Đây 3.700.000. Còn đây ship tỉnh 7 ngày 10 ngày nha. Dạ em nói thời gian cho nó lâu luôn vậy đi chơi nó dễ nha mấy chị. Sốc đơn mấy chị lên nhắn em trên đây ha. Rồi mặc dây chuyền đẹp quá mấy chị. Bông mai hộp cao cấp luôn mà em sale giá 1.200.000. Đây 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 có nè. Đây nè 50-52 đeo chung được cho chị cái này. Sale cho 1.350.000 thôi nè. Mua này đi Nga ơi, Vũ ơi. Nè Vũ tẹt cái tem nè Nga nè. Chụp hình Nga liền. Em ở Long Xuyên An Giang cục về. Ừ mấy chị, mấy bà cứ ghi shop đơn một inbox gì nọ được không mấy chị. Nhưng mà nồi nồi mấy chị để tinh thần em tinh tấn em live stream nói chuyện vui vẻ hơn. Ha mấy chị, thương em hết mấy chị. Rồi 37 chốt đơn em. Nè Vũ chụp cho chị yêu Nga Quỳnh nè. Vũ nhớ chị Nga Quỳnh dễ thương không? Em ghi giá 1.350 đó, rồi đứa nào kiểm chéo dưới đó đi cục cưng. Nghe Bình chơi nghe Quỳnh dễ thương lắm á. Rồi 37 là bông tai tình yêu Thúy Diệm. Em nghe chị yêu rồi chốt về tình yêu Hiền Ly. Và trả lời tin nhắn là tình yêu Thúy Diệm mấy chị ghi chữ inbox em mà được rồi cả nha. Thương em đi. Nghĩa là Duyên ơi trong lúc chị like có một top tên nào đó giải quyết dấu hỏi được không đi. Rồi mặc dây chuyền 2.500.000 mấy chị ơi, có 5 cái. Từ A tới áo hộp cao cấp luxury hết là em. Màu này nó giống như là màu lài vậy mấy chị, 45 vết, mà cái này nó khoảng 30 vết thôi. Mặt này mà có 2.500.000 nha. 5 cái bán vui chơi là em game 20, mặt này lại đúng 50k. Đó mấy chị thấy chưa? Bao đẹp luôn mà em này. 2.500.000. Bông tay tình yêu Nguyễn Cẩm Tú 3.700.000 nghe không? Rồi em có 5 cái, chốt đơn 2.500.000, bông mai siêu siêu sáng. Dạ, tấm ngoài tấm lớn thân đầu gì cũng đẹp hết 2.500.000. Rồi em sale ra giá 1.200.000. Dòng chất màu hồng màu đen không có nè, em chốt cho chị yêu Nga Quỳnh đây. Để em sợ lên đây mấy chị mua không kịp. Rồi Mai Trang Kim Vàng 5 con, Nguyễn Thị Điệp, Thúy Hằng. Rồi hết nha. Bông tay 3.700.000 hết. Mặc với chị 2.500.000 hết. Rồi mã trước đơn giá sau. Nhân viên mà có lên đơn lộn đơn giá thì báo giùm em nha. Rồi Ngọc Hân nó là bé hết nha cả nhà ơi. Xong.
em có 5 cái em chốt cho 6 chị, trong đó có một chị không có đơn. Dòng men nãy màu cam là 50, 51, 50, bon trang 52 đều vừa chứ không 52 đều vừa. Tại vì cái giọng nó qua đó mấy chị. Rồi inbox tình yêu Như Quỳnh. Đó mấy chị thương bé gì được không mấy chị. Và inbox tình yêu Tài Nguyễn, nó vừa văn hóa, nó vừa lịch sự. Mấy chị mà mấy chị lên mấy chị chửi mắng em, người ta nhìn vô người ta đánh giá mấy chị chứ. Ừ, cái tội nghiệp em nó không đau đầu chị không nổi, muốn điên. À, em chốt cái dòng. À, thương em đi, nói chứ inbox em là được rồi. Inbox 7 đẩy dấu hỏi vô trong là có giải quyết vấn đề giúp chị nha, chú mi á chị nha. Rồi ok, tình yêu bé Ngọc đó. Dạ, thấy tin nhắn chưa chị hả? Thấy tin nhắn rồi đó em. Rồi chốt đơn. Dạ, tình yêu Trang Nguyễn. Mấy chị mà inbox là em đẩy vô trơn à. Em gặp inbox em nha, em khoái lắm. Dạ, ok, tình yêu Mai Khôi. 22450 chú chế kia cho con ơi, sale cho 1.2 triệu. Dạ, cái đầu phải thép lắm á mấy chị. Kệ đi chị, có 50 ngàn mà cho đại em đi, tình yêu chị Dậu ơi. À, cho em đi chị, em xin mấy chị luôn đó. Em xin mà, em đâu có lấy. À, con vô cho 22.5 triệu chưa. À, 2.5 triệu. Dạ em nghe chế Phương Lễ ơi. Rồi bông tai. Mấy chị nhớ cái vỏ bông này 54 triệu không? Cặp hộp này 5 ly tư á, tụt nước cái dụ mấy cái đây nước cao vậy nè, cặp hộp 200 triệu. Nguyên đôi bông 254 triệu dùm em. Xả mẫu bông là mã bông nào tình yêu Hiền Ly cho em xin. 24 bữa nay vàng nhẫn á 5 năm 7 năm, mua vô 5 năm 2 năm. Vàng 24k nữ trang bán ra 5 năm 5, mua vô 5 43 5 45. Vàng 610 em bán ra 3 năm 40, mua vô là 3 triệu 3. À, rồi dùm em. Em hiểu rồi. Em đọc không nhanh, em đọc không kỹ, cái em định xin tại chỗ luôn á mấy chị. Xả đó bông mã nào hả yêu? Em có 5 đôi nè. Em chốt đơn cho 1.2 triệu một gam thôi, em bán rẻ mấy chị ơi. Và gần vàng gần 5.6 triệu đó mà toàn tất cả mấy chị đi. Mấy chị mua đồ chợ không ai dám order những cái loại hộp cao cấp New Zealand với lại hộp luxury cao cấp hết nghe mấy chị không nghe mấy chị. 6.5 triệu em có 5 đôi. Y chang như sòn 254 triệu mà chỉ có 6 triệu giữ thôi. Rồi cái bọc đồ công không đồng có trả qua à, chưa để sáng mai bắt đầu chịu ghéo đó nha. 6.5 triệu có 5. Với lại cái bạn gì nhỏ nhỏ đó nha, bạn Yến. Tao thấy nhỏ nhỏ khóc tao mắc cười quá, tao tha cho nó nghe. Chứ cha ơi, mấy bà lớn lớn khóc tôi cho lên đường nghe, nó không nít nha mấy ba. Trời ơi, tự nhiên khóc tỉnh bơ rồi, chó cắn ngu đứng khóc tỉnh bơ nha. Cậu nít tao quan hỷ cho nghe, dài dạng có quan hỷ cho mấy ông nội. Nó tỉnh bơ, tao không biết vụ gì luôn đó. Già già là có tha thứ đâu nha. Tao thấy mắc cười quá, tự nhiên chó cắn xin nghỉ đứng khóc tỉnh bơ rồi, tôi thấy em mắc cười đó. Rồi ok gái yêu, chốt tình yêu Thúy Diễm nhầm em, Yến Yến nhầm em, Nguyễn Lon giúp em hết nha cả nhà ơi. Tôi đâu có đuổi mấy bà, tôi cho nó qua làm công chuyện khác mà nó không chịu. Đó, mà nó khóc. Rồi mấy bà nhỏ nhỏ gần nít non mới lớn quan nghĩ được nha. Hỉ mũi chưa sạch còn quan nghĩ được. Mấy bà già già mà uy hiếp tôi vậy là không có được đâu nha. Ở nha, rồi ok hết. Dạ chị trả lời ok cô gái. Cảm ơn chị yêu trang quen mấy chị vô có bắn vốn mất rồi. Mấy bạn kia chữ inbox thôi mấy chị, công đức vô lượng mấy chị. Nó mà làm em từ giờ em thoát tim hoài luôn á mấy chị. Nói chung là em biết anh tội tim làm chậm thì, nhưng mà giống như thôi kệ quan hỷ thương em ha, suy nghĩ cho nó nhỏ nhẹ giùm em. Mấy chị cứ nhắn vô trong này cho mấy bạn ấy giúp em là được. Nó mắc cười á mà tôi có đuổi nó đâu. Tôi suy nghĩ lành thì cũng lành. Mà nó nít mấy chị 15, 16 tuổi, 17 tuổi. Giờ nó như là một tờ giấy trắng á chứ tôi cũng đâu ấy. Hóa ra dù mình gọn chịu đứng bắn lẹ. Mà tôi cũng coi camera sao tôi không thấy nói chuyện. Tôi cũng banh banh chứ chị gắn camera làm nhiều cũng banh lên banh xuống mở nghe chứ mấy chị. À. Với lại nói chung thì mình là người tốt. Mấy bạn nhân viên sẵn đây bữa giờ mượn gió bẻ măng luôn. Có chị Vinh ở nhà cũng vậy mà không có chị Vinh ở nhà cũng vậy. Mình sống trên đời này mình dùng cái tâm. Mình dùng cái sự nhiệt huyết mình bán. Đừng có trước mặt chị Vinh vậy rồi sau lưng khác. Vậy là không tốt nha. Giống như tôi vậy nè, trước mặt tôi nói thẳng tôi nói vậy, sau lưng tôi cũng nói vậy luôn rồi mấy chị. Em vậy đó, ví dụ như nhân viên nào mà làm sai em vẫn nói như thường. Em không phải là em sợ lính ruột, lính thân ruột, nó nói thẳng nè. Làm cái đó sai đó à, làm như vậy là không giữ của cho em đó. Cầm cái đó là em lỗ đó, em vẫn nói như thường mấy chị à, em vẫn nói, em có chân, em có sợ vấn đề đó. Vậy cho nó thẳng mấy chị. Rồi hết trơn hết. Dạ chị Vân Ngô hả, còn không chị lấy ha. Ngày mai em coi lên ha. Rồi em có 5 chiếc nè mấy chị. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Và thấy tình yêu Phương luôn. Em sale luôn trơn 1.2 triệu nè.
Rồi em chốt đơn cho 3.770.000, 3770. Dạ đúng rồi, à, nó cũng làm ra việc chị, ngày nó cũng đi mấy trăm đơn, có làm ra việc. Nhưng mà em muốn là nó phải làm tốt hơn nữa, đăng mai mốt em còn làm tới 18 á. Bây giờ làm ý làm sòn kiểu này mà tụi nó làm còn không kịp thì mai mốt tới 18 chứ mấy chị chửi em một ngày 8 sáp luôn á mấy chị. Nó ngay làm đơn cũng nhiều và mấy chị thấy nhiều khi em có camera, tụi nó tay chân không kịp. Nói cái này thật sự chứ không có ai mà ở không mà bấm điện thoại á. Nhà em không có đứa nào ở không á, chỉ có con em bấm ở không, con em mới bấm game đó. Nha. Rồi 3770 chốt, Quỳnh Diễm My, Nguyễn Đào Thu Hương. Nhớ nghe mày muốn có game nghe, mày hay được mày phạt đó. À, mình phải làm gương chứ con. À, mình chơi điện thoại vậy rồi con la ai được. Rồi tình yêu Thúy Lê, Nguyễn Đào Thu Lương. 377. Nó chỉnh tề vô nên còn đa la nhân viên được dòng cam, nãy em chốt 2 triệu nghe Quỳnh rồi. Bởi em nhớ chị, cái đầu em hay lắm nha mấy chị. Cái đầu em đồ đồ chứng ở đâu, châm ở đâu nha, là em nhớ hết. Rồi Nguyễn Phượng giùm em. Em kiểu lại phải cho nó nhanh hơn nữa mấy chị. Rồi em hết chân 377 nha, ok. Rồi Nguyên Phương Lê nữa. Tuyết Vi Nguyễn, rồi sạch nha mấy chị ơi. Sài Gòn muốn mở lắm mấy chị tính đi. Có nhiều em thương em, có nhiều người kêu mở Sài Gòn cái, Cần Thơ cái. Mà nó mấy chị nghe Trung Quy quản lý không nổi. Trung Quy quản lý không nổi mấy chị. À, có nhiều đây mà còn khùng lên khùng xuống nè. Quá trời đẹp cho một cuộc tình đó chị ơi. Em sale cho 1.3 triệu gam ra bông cặt tia này thôi. Hàng đẹp xuất sắc, trắng tươi, trắng phiếu luôn mà em sale với 1.3 triệu. Ai mà muốn trẻ hơn chồng 18 tuổi là đeo đôi này. Nãy 13 đúng không? Bây giờ trẻ hơn chồng 18 chút đơn giúp em 5.3.3 5.3.30 5.3.30. Chứ mày quách ơi, dòng cam ơi, chú ơi. Dòng cam chứ nha, Quỳnh lấy chưa? Ai muốn chân nè. Đây 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 đây, 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 đây. Em bán cho chị Mai Quách, đẹp lắm chứ ơi, giá 1.350. Không đặt được chú ơi. Màu cam mới giống chính hãng đó. Đặt không được, đặt được em đặt rồi. Có 1.350 thôi, 25 triệu dòng này. Cái này mấy chị phải mua chỗ khác trên 30 triệu á mấy chị. À, mà mấy chị mà mua đồ hãng nữa bằng ba cái đồ souvenir á, đeo vài lần nó đen thui à. Nó bị oxy quá. Cạnh tranh thì em không sợ cạnh tranh, tại nãy nãy làm ngay cả bán thân em giờ có đi cạnh tranh với ai đâu. Em không có sợ cạnh tranh mấy chị, con em miễn sao em tốt hơn ngày hôm qua thôi. Nhân viên em làm sao phải tốt hơn đó mấy chị. Bảo Ngọc, Hoàng, Thanh Hà, Nana, à, Trần Yến, Thí Nguyễn. Rồi ok hết nha. Không có ai coi nè mấy chị thấy đi. Em không có ai coi, em muốn em bài binh bố trận tới cái dàn 18 nữa nè. Rồi mấy chị làm không có kịp mấy chị ơi. À, rồi Ani, cho nên mấy bà thông cảm giúp em nha. Chứ giờ nhà mấy chục người mà không lấy em không có làm kịp mấy chị, mà tại mấy chục người mà ra mấy trăm đơn một ngày. À, cho nên là nhiều khi sẽ gọi là không có chu đáo những cái đơn mà tụi em làm không chu đáo hay cả nha. Cho nên ví dụ mấy chị thông cảm giúp em. Rồi dòng cao như chú tình yêu Hiền Lê nè. 25 triệu sale giá 1.350, 4950, 51, 52 đeo vừa giùm em. Rồi chốt. Rồi bấy Vinh hết nè. Rồi bông tai 533 hết luôn. Này con dòng cam nó chết rồi, kiến ngắn tôi gì trời. Nam mô gì đà Phật giết nó gì nói. Với lại đồ đạc của mấy chị, đồ trong tay của mấy chị, mấy em không được lấy đeo nha. Cái nào lấy đeo là phải có chị đưa riêng đeo nha, mấy ai đổi nha. Tự lấy tay em chị đeo là không được nha. 533 rồi em hết bông tai. Sạch. Dạ đưa cho Vũ chút xíu đưa sau nha. À, mở Sài Gòn chắc đắt lắm hả? Để em tính đây mấy chị. Dạ để từ từ tính. Để năm sau em cố gắng. Năm sau cố gắng. Thôi đừng nói nhiều ông nội. À, để tôi sợ cái câu là tính trước bước không em. Rồi 25 triệu dưới cô kia cho con. Dòng gắn ha. Dòng gắn nhớ Hoàng Thảo có. Bà báo đi tôi đi cục viện. Con vô chế Hiền Ly cho con. 25 triệu nè, dòng cam nè con, trời ơi, mạnh mẽ lên con, mày nữ tước, sao bên đây làm chung kỳ bà. Rồi chốt hết. Dòng gắn hình như tôi nhớ Thảo ơi, bên ngoài em có dòng gắn đó hả? Cho chị xin báo đi em, màu gắn á, Amaroday, em có 5 chiếc nha. Đẹp dễ sợ chứ mấy chị, ở trên đợt này về luxury từ A tới Á luôn. Duyên ơi, biểu nè cưng. Đặt y chang lô này ngày mai chị chỉ. Rồi em nói nè, đặt y chang gì như tự giờ vậy đó, y chang vậy luôn. Ờ như mèo biểu nè,
Ok, mượn hai cái xế đi con. Số tài khoản 24, 27, đi đâu mất tiêu hả? Con cho tình yêu Yubi, Yubi coi con dây gắn 57 triệu đi con. À, dây gắn 57 triệu. Rồi em chốt với chị luôn, nhẫn này đẹp quá mấy chị. Hộp ở trên đây, trời đợt này hộp về đẹp quá mấy chị thấy không? Em sang tới nỗi mà. Từ hộp tấm luôn nè. Ở trên em tặng Lulusuri luôn, em sale cho 1 triệu 2 thôi. Em chốt đơn cho 3 triệu 9. Em có từ ni số 9, số 10, số 11, số 12, số 13. Nha mấy chị em xinh đẹp, em có 3 chiếc đẹp lắm mấy chị ơi. 3.900.000 hộp luxury từ A tới Á, mẫu độc đẹp luôn, mang em 3.900.000 lên 39 chốt đơn, sale cho giá 1 triệu, 1.200.000 đó trời, bán giá này. Kem su Thanh Hà Canh Thanh. Rồi nhanh nhanh đi, rồi ai muốn trẻ hơn chồng 7 tuổi thôi. Tại mẫu này nó hơi sang trọng hơn. Nếu mà trẻ hơn chồng nhiều quá như 13, 18 tuổi là không được nha. Mẫu này nó chuẩn chạc hơn, nó sang trọng cà lưng hơn. Rồi chốt cho 1 triệu 3 1 gam lên 39. Cái nào số lượng đặt lại được đó mấy chị. Số lượng bây giờ em cho đặt được đó, còn không có số lượng thì em không đặt được nha cả nhà. Rồi tình yêu Bích Vân à, trời à, lâu lâu mới có tấm hình đẹp chứ thôi chu cha mà ơi. 39 nhầm em. Rồi Thanh Hà, đồ số lượng đặt được nha mấy chị. Rồi chúc đơn Thanh Hà, Bích Vân nhầm em nè, Căng Thanh kem su nè. Rồi bé hết cho nhận 3.900.000 nha. Ai đẩy vô có hình có đơn đặt cọc 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu giùm tôi, đỡ mẫu lỗ 500 nha. Không có đồ tôi trả y cọc nha. Quỹ đơn hàng lỗ 1 triệu. Dạ nó hơi không công bằng, chịu chứ không chịu thôi cục diện ơi. Thương đi, trời ơi à, bị bấm khùng ở đây nè. Mấy gì đấy chứ ai mà không muốn chỉnh tề nghiêm túc. Sao biết ni hả? Đâu có đủ ni mà Trang à. Rồi chốt giùm em 1 triệu 3, 5 sao nha. Từ từ đi mấy bà, gán đi thôi đừng nói trước. Tôi thích cái tấm tôi à. Rồi chốt luôn em 7 triệu. 7 triệu giùm em chốt. Em có 5 đôi à, là dây xoắn ha. Đặt dây sòn ha. Đặt dây đó em nghĩ khoảng có 200 trở lại á chứ. 150 tới 200 chứ đặt không. Giờ chứ đặt đi. Đẹp lấy không đẹp tôi để tôi đeo. Rồi tôi không có thời gian. Chiều cái dây đó tôi đặt sòn cho chịu không. Về đẹp lấy. Đẹp rẻ to bự lấy còn được dinh đeo à. Ừ tôi sang như vậy đó mấy chị à. Mà tới lúc tôi về. Ai nhắn người dài vậy à. À, rồi cho em đặt được cái chế đó tôi cho bạn gì đó ni bung bốn không vừa. Rồi bông tai chốt em 6.930.000 xuất sắc mấy chị ơi. Em sale cho 1.300.000 dây trái tim cho Diệu Phú ơi. Đặt cộng thôi mấy chị đừng đặt nhiều quá, em về lỡ nhiều quá em để em đeo và đặt nhiều quá rồi ai đeo tiếp em. Rồi chốt đơn giùm em 6.930.000 đẹp giả mang. Cái này người ta bán 8.500.000 nha mấy chị nè. Đi ở 2 tuần hàng cao cấp chuẩn không cần chỉnh, học tấm làng cao cấp luôn à. Ở nhà mấy chị đeo này cho nó khỏe. Người ta kêu gì không, mấy chị kêu dây sòn đó. Cái dây nãy dây sòn hay dây sắn à, dây sắn đi em tự dây trái tim. Mày vô cái dây trái tim chứ Diệu Phú coi 31.900.000 dây sắn tuần sau về. Nãy em nói chị đó, em hết tiền rồi, tuần này nhập sòn nhiều tiền quá hết tiền rồi, tuần sau mới về. Tuần sau cái người mà bán đồng hồ em ta đi du lịch chơi rồi. Tuần sau người ta mới về mới có đồng hồ bán, đặt rồi. Rồi con chụp tình yêu Diệu Phú đi con, 69 ha. Mấy chị hỏi xong có gì sẵn, giờ hết tiền. Trả lời nhẹ nhàng, hết tiền, lả lơi. Đã đi chặt đài chim đó, người ta lấy chim mà bây giờ lại lấy cái gì vậy đó. Cái nào? Cái áo rồi sao đưa hình đây coi. Nó về cho mặt giấy nha. Nè bông tay này chưa có đưa xuống luôn mẹ già. Nhanh dữ rồi trời, khách ai nhanh dữ hả? Chị ấy đó, chị ấy. Trời ơi, khách nhanh dễ sợ. Chị ấy mua vàng dâu. Rất là khổ, có nhiều chị dễ thương. 6.930.000 em xe cho giá 1.300.000. Rồi ok, chốt cho Ngọc Bích. Em có 4 đôi à. À khách yêu, em có những cái khách giấu mặt không bao giờ lên live stream comment. Dạ. Dạ, có những chị thương em trong âm thầm sau lưng em. Dạ Nguyễn Phương giúp em. Rồi dòng ngắn em lên liền nè, từ từ em lên rồi bông tay hết rồi. Áo tím bữa đưa Dũng không? Áo tím áo nào ta? Cho em xin cái hình leo cục vàng. À Dũng biết không? Bây giờ Dũng kêu á. Dũng đưa hình cho con hậu á, nó về chưa nó canh cho em ngủ. Hồi trưa này bắt nhỏ canh cho ngủ nội ơi. Nè con chiếc này con câu vô con. Chính đây tuần sau về hết tiền. Nhập sòn hết tiền rồi. Mai mày làm giùm tao cái to đồ 300 triệu. Ba cái gì?
300 món á Duyên ơi. Tao sòn kè mày chuẩn bị 11 khùng mày kè, nó còn hơn cái tao 18 nữa. Tao điên cái đầu tao rồi đó. Chồng đinh với tăng đeo 13.200.000. Rồi đẹp luôn em, nữ hoàng du. Rồi chị kêu vú đi mấy bà. Cuộc đời em nha, thiếu dai chứ chưa giật ai. Em nợ ai cái gì, vui lòng đòi giùm em. Chứ để kiếp này không trả, kiếp sau trả nha cả nhà. À, hoặc là mấy bà muốn kiếp này gặp nhau, rồi kiếp sau gặp nhau nữa vẫn được nha. Không phải kiếp sau tôi cũng bán hộp sòn kim cương rồi mấy bà ghé ở nhà. Nội trợ đồ thủ tiền nha. Thủ tiền 2-3 bên, 4-5 bên nha các chị. Ok chị Mỹ Mỹ. Rồi chúc đơn gửi hình cho tình yêu Tài Nguyễn chưa. Tối nay bán mai có tiền. Nó vô tiền xong mai đi ra nữa đó em. Chị chuyển cho người ta nữa, chị mua hàng nữa. Cái chị nói chị có đó giờ mười mấy 20 năm nay nha mấy chị có một điều ước là tiền chuyển vô đừng chuyển ra. Chồng tên Phật ơi, ước gì ai cũng ước đầy hết trơn rồi trời. 6930 nè con, vô tình yêu Tài Nguyễn lên hết. Chắc năm sau chị mở, năm sau mở nha. Rồi ổn định ở đây cho năm nay một cái, rồi năm sau em mở lại, trên đó cũng còn hợp đồng đó mấy chị. 3 gam 46 em chốt cho mấy chị giá 1.2 luôn, 4.150.000. Trời đồ đẹp muốn chết. Mấy chị tính đi, mấy chị mua. Ngày hôm đó mấy chị nghe đồ hộp mà mấy chị mua hộp dòng thường nha, dòng chợ bán đầy là mấy chị mua giá 1.4-1.5 rồi. Dạ đúng không? Còn mấy chị mua đồ hiệu là chỗ khác ta bán 1.5-1.7 rồi. Ở đây bán dòng đặc biệt, hộp cao cấp, một là New Zealand, hai là hộp luxury. Không bán dòng thường cho ngày hôm nay luôn. Đồ hiệu cả gỗ còn chưa lên được cho mấy chị nè. Đó, mà mấy chị bỏ lỡ uổng gì? Phải chị mấy chị mà chụp hình đi mua có đâu? Không có. Rồi 4150. Em có dư tiệm đi mua đồ hết rồi mấy chị, cho nên cuộc đời em không bao giờ còn còn tiền. Em chỉ có vàng với hộp sòn rồi mấy chị thôi. Trời Phật ơi, mấy chị chuột cái chuột, chuột. Thọt ra thọt vô hoài làm gì nhà nó vậy trời. 4150, con nhỏ này. Rồi chung em tí mai, Tường Vi anh Tố Tử giờ nó vô ra hoài á. Dạ rồi chốt giùm em tình yêu Tường Vi nè. Hỏi bài tôi á, bữa hổm tôi chạy đường hẻm nè. Cái ăn chuột nó chạy vô, trời Phật ơi, cái tôi chạy ra cái ai tưởng đâu ai ơi gượt tôi cưỡng hiếp tôi vậy, nó có con chuột gượt. Mấy bà cười muốn xỉu mấy bà luôn. À, tí mai cho gì từ từ cho. Rồi kim trần này rồi hết trơn này, nhẫn này mấy chị. Hồng ơi, Hồng lấy gì Hồng ơi. Qua tôi clip với cái tay đeo có vừa đâu. Cái tay đeo có vừa, cái tay mụm miệng nha. Để một cái khác. Đồ số lượng là bây giờ mấy chị á, nói với thằng Duyên với lại mấy đứa bên kia á, em đặt số lượng được cho mấy chị đó. Em like bữa nào đồ số lượng là tất cả đặt lại được nha. Thí dụ hết rồi đặt lại em đi, em đặt nhanh lắm nha mấy chị. Bây giờ em đang bán hết nguyên lô này, em đang đặt nguyên lô lại luôn nè. Rồi ok xả. Em gửi hàng chị trước. Dạ ok chị Ánh Phi Võ nói Duyên ơi. Chị Ánh Phi Võ dễ thương lắm nha mấy Duyên. Có trả lời chế đi chế em. Chị Ánh Phi Võ. Rồi bông tai này em có số lượng là 3 đôi thôi. Ai bỏ lỡ tiếc giùm em, đẹp lắm mấy chị. Mẫu này là mẫu hoa hướng dương, hoa mai, hoa cúc, hoa này. Nói chung là bông này đẹp nhất trong các hoa Sài Gòn thẳng tiến, từ từ em thẳng. Rồi em chốt thương cho 1.250.000 một gam, 1.250, 3 đôi. Nói chung là em ổn định trước ở đây cái mấy chị. Trong năm nay em phải ổn định ở đây cái. Chưa, em chưa có ổn định. Bây giờ em đang, mấy chị biết không, cái kiểu là bây giờ nói ngày mai like 18, chứ giờ em còn đang hơi bị rung quá. Tại vì bình thường em chỉ like bạch kim sòn thôi. Nếu như mai đang mới vô nghề. Rồi chốt giùm em 5.600.000 giùm em. Em có 4 đôi 3 đôi. Mặt hắc lớn à, mặt hắc lớn ở bên Hoàng Thảo có. Hạnh ơi, chị nói mặt hắc bên Hoàng mà Thảo có đó chị, hắc lớn luôn á chị ơi. Ba gớt em sell cho 1.3 gam chế. Cái đó thị trường 1.5 đó, bên Hoàng Thảo có chứ, đeo sổ luôn luôn đẹp luôn. Đứa nào chụp hình đi chị yêu Hạnh Dương coi với con ơi, 563. 563 sell cho giá 1.250.000 đôi. Rồi chuẩn bị hết mấy chị ơi. Em lên trăm lượng mày nhanh ghê chưa mấy chị. Ngày mai lên 18 có 20 món tiền công 0 đồng. Còn nhiêu có tiền công. 563 giùm em. 563. Đang hơi bị lo lo. Mai ủng hộ bé nha, ngày mai ngày tốt á. Lăng Ngọc Diễm giùm em có 4 đôi à. Nè con gái vô mẹ đi con. Hàng sale ngày mai mấy chị ơi. Ngày mai cho nhân viên về sớm cái mấy bà ơi, nó đòi. Đứa thì đòi ăn cơm, đứa ăn cơm cháo, rồi nhỏ con tôi hôm nay tôi kêu nó làm cái này mãi về hăm ba má nó rồi. Về nó khắc sữa bú tay. Nó cho về luôn chứ sao. Mai 10 giờ lên. Rồi trưa 12 giờ
Mai có ai có xả bơm thì xả mang mà bơm nha. Xi măng 610 hả chị? Xi măng 610 bây giờ em chỉ đủ bán ở trong tiệm thôi, để từ từ em bán thêm á chị. Chưa đầu tư xi măng, cái tủ xi măng nó bây giờ chưa vừa bụng xi măng đó. Xi măng nó bây giờ muốn bán nó Duyên ơi. Xi măng nó phải căng số lượng nha. Bán từng tem gì gấu não cuộc đời quá trời. Đem xi măng nó bán chỗ này nè. À, xi măng chân gì không có vừa bụng. Rồi em chốt đơn với chị luôn. Em sale cho giá 1.2 gam, em có 5 gam. À, rồi xả cho 533, ok gái. Trời đó bóng đẹp lắm sao không? Rồi em chốt cho bông tai. Hết rồi, dòng đinh đang đeo 13.200. 4.200 ngàn, em có 5 chiếc. Tất cả là hộp cao cấp New Zealand Luxury. Và ở dưới là Luxury, ở trên là New Zealand nha, đẹp lắm đó. Sale có 1.200. Ok, win. Dạ mai em cố gắng lấy lọc 3 bột. Ok chế, đem ngắn lên. Ngắn lên. Chế đem đi ra 50 phải không? Đem ống 50. Rồi, 533 chú với tình yêu Linh Đòn Ngọc. Cuối nãy chế kia mấy xã đó con bông tròn tròn nhớ không? Vô cho chế Linh Đòn Ngọc đi. Nghe con. Rồi, Thu Hà nè con. 533 bông tròn nhớ không? Rồi nhẫn 4.2 đẹp gì nè. Lê Chi nè. Dạ Ni, từ Ni số 9 đến số 15 mặc 2.5 hết rồi. Chiến sao còn? Rồi, chốt 4.2 xeo giá 1.2. Nhanh. Dạ mở hàng 3 bộ. Dòng gắn ha. Ở Thảo ơi, dòng ngắn con đi 50, 54 em đặt lại nha. Đồng giá em sale cho 1.3 nha. Đồng giá sale 1.3. Rồi em xả 39, xả 28. Mấy chị chốt đơn em đọc, xả đơn không có đọc tên mấy chị. Thấy mấy em dễ thương mấy chị nha. Trời đẹp chứ ha, cho ta xin chiếc đi. Cái này y chang như sòn này mấy chị, cho một chiếc này đi gái. Em chị bán đi. Rồi xả 28. Rồi chốt giùm em 42. À, con mặc 25 để sao rồi tình yêu Khải Vi 42 nè, con lên 42 chưa? Bông đang đeo là 563. Rồi 42 hết. Đây. Rồi Khải Vi giùm em 42. Rồi hàng xem 1.000.000 ngày mai. Xem 1.000.000 ngày mai, dòng gạch 54 đặt cho chị. Nè em ơi, đặt cái này cho anh Phi Võ đi 54 nè. Nè con đặt đi 54 nè con. Giá 1.3 ra. Nè con chụp cho anh Phi Võ mẫu này đi. Mẫu này đẹp. Chứ đặt 54, 55 đi. Dạ 50 đeo vừa. Rồi em xe cái giá 1.3, 2 chiếc nào cũng xe 1.3. Rồi chiếc này mã số 1 nha. Em lên giá 1.3 y chang sòn. Rồi xả 467. Mấy chị không? Xả là không đọc tên đâu. À, giữ mặt mũi nhau nhau vậy đó. Và dòng gắn 56 chế đặt. Bữa nay đồ em đặt được đó, đồ số lượng là em đặt được. Đồ sòn ngày nào mà em đặt được số lượng là em đặt được cho mấy chị nha. À, rồi lên giùm em 12.120.000. Ni tai 49, 50, 51, 52 đeo vừa. Tại dòng qua nè mấy chị, 12.120.000 sao giá 1.2. Đặt 44, 45 được luôn em. À, có sốt đơn chống nắng tình yêu Trang Ngọc không? Trên lầu mai còn mấy xả chống nắng lên đi con ơi. Rồi ok tình yêu. Rồi xả 65. 12.120.000. Y chang dòng sòn 25 triệu. Sale giá 1.3. Sale giá 1.3. Bông tay 563. Ờ ok Trang Ngọc Vinh coi liền ở cục viên. Thúy Mai xả rồi tình yêu ơi. Em chốt đơn cho những nữ hoàng nhỏ nhỏ nè. Halo nè. Những halo em chốt cho giá 1.250.000. Học nhỏ học cao cấp. Rồi em chốt đơn cho 3 triệu một chiếc. Dòng gắn 12.120.000. Đi tay 48.52. 3 triệu một em. Chỉ có 3 triệu một em. Rồi lên đơm em 3 triệu. À, bông tay 563. À, không có đi 16. Từ đi số 8 đến số 13. Dạ chị. Ồ cáo 500.000 mà đẹp cái đó chị. Rồi lên đơn chết rồi em ha. Dòng full hộp, dòng gắn full hộp đấy. Làm sao em đặt full hộp cho. À, trong cái áo chú có đặt cho em 5 cái lớn 5 cái nhỏ cho chú ơi. Dòng đinh em xả đinh hồng xả 13.2. À, đồ hiệu mấy chị thấy không like được đồ ý đẹp giống sòn thì like không kịp đồ hiệu. Chứ phải ngày phải chia ra ngày này ngày kia đó con. Rồi phải kiếm cái chỗ nào mà bán đồ sale lẻ món nhét vô đó con. Rồi nhét khúc nào trời. Không nhét khúc nào nổi luôn. Rồi 3 triệu cho Ngọc Yến nè. Lê Thiên Ân giùm tôi 3 triệu. Niêm 16 không có cái em. Rồi 3 triệu tôi có 3-5 chiếc. Rồi mã số 3. Rồi tôi hết đường nhét con bà ơi.
Không còn ca nào chưa, chỉ còn có ca 4 giờ tới 6 giờ mà ca đó cho tập thể dục đi. Chứ làm quá rồi rồi rồi. Đồ lẻ số lượng nhất cho ca nào nè. Bây giờ bán số lượng, bán đồ hiệu. Bán đồ có số lượng mà đồ đẹp, đồ hột mà giống sòn thì lại không có kịp cho cái đồ cái đồ đào hàng hiệu. Khổ tâm tôi vậy đó. Này có 13 triệu 200 vô cho tình yêu Bùi Thanh Hương chưa? Em bảo la la chứ bảo mua hết trơn à. Em bảo la tôi được lâu. Rồi Simakui, Simakui. Bông đang đeo là bông gì hả? 5630 cục cưng ơi. Chú ơi Yến Ngọc chưa? Cài áo từng sao về, đồng hồ từng sao về. Đồ xe bán hình mấy chị ơi không nổi. Không có ai thời gian nào trả lời trên hình nha. Ngày live nói mấy chị nghe. Mai mốt bài Bình Cô Trận tới kia ngày live 9 tiếng rồi. 8 tiếng 9 tiếng rồi làm sao mấy tụi nó làm nổi. Trong khi ngày làm việc có 10 tiếng 12 tiếng rồi. Rồi bye bye mấy chị hết. Mai gặp nhau nha. Mai 10 giờ gặp nhau. Rồi đồ hiệu ngày mai em lên cho đồ hiệu. Rồi bye bye. Bông tai còn đôi cuối cùng ai mua giùm nhỏ luôn đi. Rồi 13 triệu 200 là dòng đinh nha. Mấy dòng ngắn đó Thắm ơi. Rồi ok. Rồi bạn xã cho nhẫn 8 triệu mốt. Xã ngày hôm qua phải không. Rồi tôi tha thứ không lỗ chân cái nha. Rồi chốt à, giao cho em coi đi hả. Hết rồi còn vậy đâu coi. Rồi 13 triệu 200 là bạn này nè. Xeo giá 1 triệu 3. Đã cọc rồi nghe em á. Chế chế sao bạn không lấy cái dòng đinh này đẹp quá chứ anh kia vi vậy. Cái này chế đeo chứ ít hộp nhìn nó giống sòn hơn chứ. Theo như kinh nghiệm em bán là em thấy cái này nó giống đồ hàng hiệu hơn. Cái dòng hồi nãy chế đặt nha à, thì em nói gì mấy chị tin em lấy không tin thôi. Em bán em tư vấn thiệt lắm. 5 ly tư màu đê Bill Phú Quốc ngày mai em lên nha mấy chị. Em sorry mấy chị. Để nữa làm cách nào cho Bill Phú Quốc làm nhanh. Em đi đâu xa mà làm chậm gì là không được. Bông tai 5563 à, bông tai 563 13 triệu 200 chú thị yêu Lê Chi. Dạ em đã cọc rồi ok. Với lại gì lỡ mấy chị mà chú không có hàng em like liên tục. Qua mình đợi mẫu khác đi. Lỡ gì em không có hàng là mấy chị đợi mẫu đâu lỗ. Còn ví dụ như có mẫu mấy chị xả mấy chị nó lỗ ngang. Rồi ok bé Vinh hết rồi. Vô vòng tay đi con. Dạ em lấy luôn ha. Là lấy luôn cái gì vậy em. Dạ rồi bye bye mấy chị 5630 em hết. Bye bye chúc mấy chị ngủ ngon. Ngày mai mình lại gặp nhau. Sáng mai 8 giờ kêu Hoàng Anh kêu chị sớm nha cưng ơi. Lời chị đốt nhang nha. Đổi đồ cũng cộng chịu đi. Tình yêu Hà Quyên cộng chịu đi cưng. Rồi con dòng đinh thôi nè. Bye bye mấy chị chúc mấy chị ngủ ngon. Bye bye. Dòng đinh 13 triệu 200 mùi ơi. À nè con lên dòng đinh 132 đi con. À, tùy ni tùy trọng lượng. Có cái có đợt về 14 triệu. Có đợt về 13 triệu không trần. Có đợt về 15. Ờ à, ok Yến Vinh nghe Yến. Rồi dây gắn hôm qua nè nè con. Đem về tôi đeo không. Rồi bye bye mấy chị. Ngày mai Vinh lên cho đổi ý thương hiệu. Rồi xuống. Trời ơi còn thùng thủng đây. Nhẫn nam nè mấy chị. Trong tủ là 4-5 cái nè. Bây giờ đang về 100 mấy chiếc nhẫn nam nữa nè. Trời ơi sòn nữa kìa. Không biết kiểu gì. Sao mấy chị ập đồ em dữ không biết nè. Bye bye mấy chị yêu, bye bye.